chương 1360, phu tế áo đen kia không người, khàn giọng đáp tộc trưởng, đã 39 năm, ngay thời khắc tộc trưởng cứu ta về, mạng ta đã là của tộc trưởng. 39 năm, tuy ngươi không phải người tộc ta, nhưng ta có một chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi làm. Tử vi nói xong xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả. Phu tế áo đen lập tức quỳ một gối xuống, xin tộc trưởng cứ nói, phù linh nhất định vượt núi băng sông. Đứng lên đi, tử vi tiến lên nâng hắn dậy, thở dài nói, liên minh đang đứng trước nguy cơ hủy diệt, lúc này đây, ta không còn nắm chắc bất kỳ điều gì cả, ta yêu cầu ngươi đi trung bộ hoang cổ liên minh một chuyến. Lão giả kích động khan giọng hỏi, có vẻ rất giật mình, trung bộ, hoang cổ liên minh, chẳng lẽ là... Đại chiến ở Bách Man Sơn vừa mới kết thúc, công tác dọn dẹp đang được tiếp tục. Câu Trần, Long Uyên tham kiến Ngô Hoàng. Trong thanh đồng đại điện, cổ Trần gật nhẹ đầu nhìn Long Uyên và Câu Trần, ý bảo cả hai ngồi xuống. Đại chiến ban nãy đã lưu lại vô số vết máu trên người cả hai, thương thế còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần mạnh mẽ, sát khí bừng bừng. Đại chiến lần này kết thúc, tạm thời Bách Man Sơn đã không còn nguy hiểm, chuyện kế tiếp là hai người các người cấp tốc mang theo người quay về hỗn loạn thiên uyên, phòng ngừa dị tộc đánh lén. Cổ Trần vừa nói xong, cả hai liền hiểu ra, tuân lệnh, Long uyên, câu Trần đồng thời lĩnh mệnh, hiểu được tình huống, hai người xuất quân tiến đến chi viện, tất nhiên bên trong hỗn loạn thiên uyên trống rỗng. Nếu hiện tại có dị tộc đột kích, khó lòng giữ được hỗn loạn thiên uyên, nên hai người nhất định phải quay về đó tỏa chấn. Nhưng một mình Long Trần chấn thủ hỗn loạn thiên uyên là được rồi, câu Trần thì ta đã có sắp xếp khác. Cổ Trần nói tiếp làm Long Uyên cùng câu Trần sửng sốt. Hai người không nói gì nhìn nhau, sau đó Long Uyên lĩnh mệnh lui đi ra ngoài, chỉ để lại câu Trần trong đại điện. Hiển nhiên cổ Trần đã có việc an bài cho câu Trần. Cách đây mấy ngày Vũ Hoàng Nhập Thánh tiến vào chiến trường hư không, hắn giao vạn thạch lĩnh lại cho ta bây giờ ta muốn ngươi tỏa trấn vạn thạch lĩnh ngươi đã hiểu cổ trần nghiêm túc nhìn câu trần nói ra tính toán của chính mình thì ra là muốn câu trần đến vạn thạch lĩnh dẫu sao bên trong vũ hoàng liên minh chẳng có mấy ai đảm nhiệm trọng trách được câu trần tuân lệnh cổ trần gật đầu cười nói trước mắt trong vạn thạch lĩnh liên minh chỉ có vị tử sơn vương kia là được việc sau khi ngươi đến đó hắn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ ngươi khống chế toàn bộ vạn thạch lĩnh nếu có người không phục tự ngươi biết xử lý như thế nào chứ cổ trần nói xong nghiêm khắc nhìn câu trần câu trần dứt khoát đáp ngô hoàng yên tâm câu trần biết phải làm gì cổ trần vừa lòng gật gật đầu sau đó khoát tay nói đi đi vạn thạch lĩnh giao cho ngươi chớ có làm bổn hoàng thất vọng tuân lệnh câu trần lĩnh mệnh thối lui nhanh chóng rời đi hắn xuất lĩnh quân đoàn của mình cưỡi thanh đồng chiến thuyền rời khỏi bách man sơn nhưng lần này đích đến của hắn không còn là hỗn loạn thiên uyên mà là vạn thạch lĩnh trở thành một đại tướng chân chính chấn thủ một phương. Vạn Thạch Lĩnh có câu trần, hỗn loạn thiên uyên thì có lòng uyên, cổ trần đã có thể yên tâm về hai nơi này. Trước mắt, trận chiến vừa rồi khiến đám dị tộc run sợ, không dám tùy tiện xâm chiếm cổ trần, nên tạm thời hắn sẽ có được một khoảng thời gian yên ổn, đây cũng là thời cơ phát triển tốt nhất cho bộ lạc tộc quần. Cổ trần ngồi trong đại điện, yên lặng suy tư về con đường kế tiếp của tộc nhân, của đám thủ hạ và của chính mình. Hắn cần suy nghĩ rõ ràng mọi vấn đề, tương lai nên đi như thế nào, lại phải làm sao mới có thể vững chắc đi lên dưới sự cản trở của bách tộc, sự uy hiếp của thần tộc. Bách tộc, thần tộc, cổ chân lâu bầu nhắc mãi, lúc này hắn có thế lực nhân tộc bản bộ, còn có thêm lực lượng của mấy đại liên minh bên ngoài, tỉ như tiểu bạch đã trở thành bạch hổ đời này, thống lĩnh bạch hổ tộc. Mặt sẹo mang theo số lượng lớn bạo long và hung thú trở về, đây cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Ngoài ra, tổ long đã chính thức tiếp quản vô tận hải, thống trị long tộc thậm chí toàn bộ thế lực thủy tộc ở vô tận hải có thể nói hiện tại cổ trần nắm giữ không ít lực lượng trong tay các tộc cũng không dám coi khinh huống chi hắn còn đánh thắng thần tộc thế là càng thêm kính nể vị hung nhân này bách man sơn hỗn loạn thiên uyên vạn thạch lính vô tận hải cổ trần nhìn tấm bản đồ gia thú trên mặt bàn phía trên khắc họa một khu vực rộng lớn cho dù là bách man sơn hỗn loạn thiên uyên vạn thạch lính hay vô tận hải tất cả đều được đánh dấu chương 1361, mà phía đông hỗn loạn thiên uyên là một lãnh thổ khổng lồ, nơi đó có liên minh của nhân tộc, đông hoàng liên minh. Ở phía tây là một lãnh thổ khác, thế lực nhân tộc nơi đó cũng không phải nhỏ, hơn nữa còn theo hướng mẫu hệ, là thế lực nhân tộc liên minh duy nhất đi theo hướng này. Ở cương cực phía bắc có tử vi nhân tộc liên minh, tình huống nơi đó tạm thời còn chưa rõ, cổ trần chỉ biết là rất không tốt. Ngoài ra còn có khu vực Nam Cương, Trước mắt hắn chưa nắm được nhiều tin tức tình báo về thế lực nhân tộc nơi đó, chỉ biết ở đó có hai thế lực lớn. Ngoại trừ những thế lực trên, hầu hết cương vực thuộc về dị tộc, thần tộc và bách tộc, hơn nữa bọn họ còn chiếm cứ nơi giàu có nhất, nhiều tài nguyên nhất. Bách tộc, thần tộc chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, nếu nhân tộc ta muốn quật khởi, nhất định phải đạp lên trên xương cốt bọn chúng đi lên từng bước một. Cổ Trần nói lời lãnh khốc, ánh mắt hung hãn, nhân tộc muốn sinh tồn, thậm chí quật khởi trong man hoang thế giới này thì phải dẫm lên thi hài các tộc khác, nếu không sẽ chẳng có bất cứ tộc nào tình nguyện chắp tay nhường nhịn, muốn tranh đoạt cương vực, tư nguyên, nhất định phải đánh bại các tộc mới có thể đoạt lại. Nhân tộc, cần minh hiểu, ánh mắt cổ trần sáng lên, hắn âm thầm suy tư, trước hết nhân tộc cần minh hiểu, hơn nữa còn phải nhiều. Bạch hồ tộc, long tộc đã có thể xem như đồng minh của nhân tộc, có tiểu bạch và tổ long ở đây, cộng thêm trải qua trận chiến vừa rồi, tin chắc là dù bạch hổ tộc hay long tộc cũng không thể bước xuống thuyền nhân tộc được nữa. Thần tộc sẽ không tin tưởng, tổ long các người cũng đã mang long tộc đại chiến thần tộc rồi, các người còn ngụy biện được sao? Bạch hổ tộc cũng thế, bạch hổ đời này xuất lĩnh bạch hổ tộc cao thủ đánh giết thần tộc là chuyện mà tất cả các tộc khác đều thấy. Còn phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, tạm thời cổ trần chưa có cách. Dù sao thủ hạ của hắn chỉ có băng phượng, hỏa hoàng, khổng tước, mặc kỳ lân, bốn tên này không thể đại biểu cho tộc mình xem ra phải tìm cơ hội kéo phượng hoàng tộc và kỳ lân tộc lên thuyền mới được cổ trần lầm bầm trong lòng lên kế hoạch nhưng riêng việc tìm cơ hội lôi kéo hai tộc này cũng đã là một vấn đề đau đầu nhân hoàng khổng tước hỏa hoàng băng phượng mặc kỳ lân cầu kiến đang nghĩ ngợi ly từ bên ngoài đại điện chạy tới báo cáo cổ trần ngơ xong trong lòng khẽ dục dịch nhất định là có chuyện chúng mới tới để chúng vào cổ trần không nghĩ nhiều gật đầu nói ly quay người rời đi rất nhanh ba thần điểu và một con mặc kỳ lân tiến vào đại điện. Tham kiến nhân hoàng, ba phượng hoàng, một kỳ lân đồng loạt bái kiến, vô cùng cung kính. Cổ chân khẽ vuốt cầm, cười nói thế nào, các ngươi không đi nghỉ ngơi khôi phục, hiện tại chạy tới tìm ta, là có chuyện gì gấp. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong đại điện buồn bực hẳn. Băng phượng, hỏa hoàng, khổng tước, mặc kỳ lân đều không nói lời nào, có vẻ trần chờ cuối cùng vẫn là khổng tước mở miệng trước. Thanh âm nàng rất dịu dàng dễ nghe, nàng nói nhỏ, nhân hoàng, phượng hoàng tộc tộc trưởng gọi gấp ba người chúng ta về tộc một chuyến, nói là có đại sự. Cổ trần nghe thế hai mắt sáng lên, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, lập tức hiểu ý phượng hoàng tộc. Cổ trần đoán, hẳn là màn biểu diễn của ba phượng hoàng trong trận chiến lần này đã không giấu được phượng hoàng tộc, nên sau khi đại chiến kết thúc bọn họ mới nhanh chóng dùng bí pháp bản tộc triệu hoán chúng về. Các người thân là tộc nhân của phượng hoàng tộc, tộc trưởng của các ngươi triệu kiến, theo lý nên trở về một chuyến giọng điệu cổ trần rất bình tĩnh khiến ba phượng hoàng đang thấp thỏm không yên thoáng cái yên tâm lại chỉ nghe cổ trần cười nhạt nói tiếp đã vậy các ngươi cứ trở về đi thuận tiện chuyển giao ý tứ của bản hoàng cho phượng hoàng tộc tộc trưởng ông vừa dứt lời một đạo ngọc phù bay đến trước mặt khổng tước tản ra ánh sáng mông lung ngọc phu này là do cổ trần phân hóa ra bên trong gửi gắm một ý niệm của hắn đa tạ nhân hoàng khổng tước cung kính tiếp nhận cuối cùng cũng yên tâm cổ trần không cản trở gì cả ngược lại còn đồng ý cho chúng về tộc. Ngươi thì sao? Cổ trần đưa mắt nhìn về phía mặt kỳ lân, nó tỏ ra cực kỳ xấu hổ, nhăn nhó nói ta. Cha ta bảo ta về, vốn cổ trần cũng biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là thân phận của mặt kỳ lân, xem ra địa vị của nó ở kỳ lân tộc không hề thấp, lại còn có quan hệ với kỳ lân hoàng. Thì ra ngươi là kỳ lân tộc hoàng tử, cũng tốt, ngươi trở về đi. chương 1362, cổ trần khẽ vuốt cầm không hề do dự đáp ứng ngay. Người ta muốn về nhà, chẳng lẽ người còn có thể ngăn cản sao? Quá không nhân đạo, người ta cũng chẳng phải nô lệ, giữ dịp người không cho đi là vô lý. Cổ chân không phải đồ ngốc, hắn còn đang tính cách lôi kéo kỳ lân tộc và phượng hoàng tộc nữa kìa, hiện giờ hay lắm, rốt cuộc cơ hội đã tới. Người về đi, thuận tiện giao ngọc phù này cho kỳ lân hoàng. Hắn cũng giao một quả ngọc phù cho mặc kỳ lân mang về kỳ lân tộc, đưa cho kỳ lân hoàng bái tạ nhân hoàng, mặc kỳ lân cung kính bái tạ, người ta chịu thoải mái thả nó trở về, cho thấy cổ trần rộng rãi, không chút do dự, cũng không sợ bọn chúng đi luôn. Đi thôi, đi sớm về sớm, cổ trần khoát tay để chúng nó rời đi, còn việc có trở lại hay không, trong lòng hắn không lo lắng. Về mặc kỳ lân, nó có đi luôn cũng chẳng sao, cùng lắm là thiếu mất một minh hiếu, tổn thất không lớn. Còn băng phượng, hỏa hoàng, khổng tước vốn không có tình nghĩa sâu nặng với phượng hoàng tộc, bởi vì huyết mạch chúng là biến chủng nên lúc trước không được chào đón, hơn nữa chúng còn tự mình lăn lộn trưởng thành ở bên ngoài, chưa kể công lao cổ trần giúp đỡ săn sóc, riêng việc cung cấp đầy đủ thần huyết cho chúng thôi đã đủ khiến chúng khắc sâu trong tâm khảm. Chủ nhân, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, băng phượng nói xong bay ra khỏi đại điện, nhân hoàng, ta sẽ mang hai đứa kia bình an trở về. Thanh âm khổng tước vẫn ôn nhu dễ nghe như thế, khiến người ta nghe hoài không chán, giống như một đại tỷ tỷ dịu dàng vậy nàng nói xong mang theo băng phượng hỏa hoàng cùng đi trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt cổ trần mặc kỳ lân gầm nhẹ đạp trên mây lành phóng đi rời khỏi bách man sơn giống bọn họ rời đi là sao chứ bên trong thành bạch hổ thấy vậy thì gầm lên có vẻ hơi bất mãn sao lại đi mất rồi bạo long chỉ cười nói tiểu bạch đừng tống nữa bọn họ sẽ trở lại thôi ngươi không về bạch hổ tộc sao có khi họ đang loạn hết cả lên thôi đi lão tử mới không có thèm làm cái gì bạch hổ, chỉ một lòng đi theo chủ nhân, quản bạch hổ tộc làm gì. Tiểu bạch hồn nhiên không thèm để ý nói, lời này khiến mấy bạch hổ tộc lão giả dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ, đệ nhất bạch hổ sao lại làm như thế chứ, thật chẳng biết nói gì. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi vô tận hải tìm tổ long uống rượu thôi. Mặt sẹo hưng phấn la hét, giật dây bạch hổ, cả hai trực tiếp chạy tới vô tận hải long cung tìm tổ long uống rượu. Một đám bạch hổ tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, lại không thể không kiên trì đi theo bọn họ vốn có trách nhiệm thủ hộ bạch hổ mà hai đứa này cổ trần nhìn bạo long cùng bạch hổ chạy tới vô tận hải tìm tổ long cảm thấy tức cười nhưng cũng không ngăn cấm hai tên thuộc hạ không chịu an phận kia báo ngoài thành có người tới tự xưng đến từ bắc cương nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ngô hoàng ngay lúc này một tên thị vệ vội vàng chạy vào báo cáo tin tức cổ trần kinh ngạc lúc này lại có người đến đây cầu kiến trong đại điện cổ trần lẳng lặng đánh giá người đang đứng dưới một thân áo đen trên dưới toàn thân tràn ngập một cỗ khí thức quỷ dị lần đầu tiên nhìn thấy cổ trần đã xác định hắn không phải nhân tộc ngươi là gì tộc cổ trần nhịp tay lên tay vịn của thanh đồng hoàng tọa ánh mắt bình tĩnh không rõ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì nhưng người đứng phía dưới lại cảm thấy một áp lực vô hình nặng nề như núi khiến người ta không thở nổi hồi nhân hoàng ta cũng không phải nhân tộc người áo đen cung kính thi lễ thanh âm khàn khàn Nghe hắn thừa nhận, cổ trần lại thấy kinh ngạc, hỏi, người đã không phải là nhân tộc, sao còn tự xưng bản thân đến từ Bắc Cương nhân tộc liên minh, tử vi tộc trưởng có ân với ta, ta đã thể cả đời này sẽ phụng dưỡng ngài. Giọng nói người áo đen trầm đục, khiến người ta nghe không ra hắn là nam hay nữ, thậm chí cổ trần cũng nhìn không thấu hình dáng thật sự giấu dưới tấm áo bào kia. Xung quanh người hắn được một cỗ mê vụ che phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ, mà cổ trần cũng chẳng có ý nhìn cho ra hình dáng đối phương làm gì. Dù sao làm như vậy có vẻ hơi không phóng khoáng, thân là hoàng giả một phương, đương nhiên cổ trần sẽ không làm ra loại chuyện cực kỳ thiếu tế nhị đó. Ta không cần biết ngươi thuộc chủng tộc gì, nói thẳng mục đích tới đây của ngươi đi. Cổ trần bình tĩnh mở miệng hỏi, chương 1363, hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao cái người tự xưng thuộc Bắc Cương nhân tộc liên minh này lại đến đây. Phía bên Bắc Cương đã xảy ra chuyện gì, người áo đen hơi hơi không người, mới chậm rãi nói lần này ta chịu sự ủy thác của tử vi tộc trưởng đến hoang cổ tộc cầu kiến nhân hoàng có một chuyện muốn nhờ ồ nói một chút cổ trần gật đầu chỉ thấy người áo đen lấy từ trong áo ra một vật hắn hơi chắp tay lại đây là vật tử vi tộc trưởng nhờ ta mang đến thỉnh nhân hoàng xem qua hắn nói xong dâng đồ trên tay lên rồi lẳng lặng đứng qua một bên cổ trần khẽ vuốt cầm ra hiệu ly đứng hầu phía sau lập tức đi xuống nhận đồ vật trong tay người áo đen nàng thận trọng dâng lên cho cổ trần Hoàng, Ly đưa món đồ kia đưa tới trước mặt hắn, nhìn thứ trước mắt mình, hai mắt cổ trần sáng lên, hắn cầm lấy nó, bắt đầu đánh giá. Đây là một khối ngọc thạch, toàn thân trong suốt sáng long lanh, mơ hồ thấy được thứ gì đó đang chuyển động bên trong, thoạt nhìn thì có lẽ là mấy viên ký hiệu. Nhưng cổ trần tin chắc khối ngọc này được hình thành một cách tự nhiên, không qua bất kỳ dấu khâu gia công nào, nó ẩn chứa một khí tức rất đặc biệt. Đây là cái gì? Cổ trần tò mò hỏi người áo đen kia giải thích đây là bảo vật duy nhất của bắc cương liên minh thiên nhiên thần ngọc trong nó ẩn chứa thần lực lần này ta mang đến nó đến dâng cho nhân hoàng thần ngọc cổ trần nheo mắt quan sát khối ngọc này nó lớn cỡ lòng bàn tay bên trong ẩn chứa thần quang hơi phát sáng bảy màu mới nhìn đã thấy vô cùng phi phàm chắc chắn nó mang một năng lượng khổng lồ vô danh nào đó nhất thời cổ trần cũng nhìn không ra rốt cuộc năng lượng đó là cái gì chỉ cảm thấy nó rất không tầm thường một khi được phóng xuất sẽ có uy lực của bậc thánh nhân đây chính là bảo vật hiếm có, một khối ngọc ẩn chứa lực lượng ngang bằng một vị thánh nhân, có gọi là thần ngọc cũng không hề quá đáng. Nhưng cổ trần lại không thèm để ý đến nó, ngược lại, hắn càng để ý tình hình của Bắc Cương nhân tộc liên minh hơn. Thứ này cứ tạm thời để qua một bên đi, người nói trước cho ta biết tình huống hiện tại ở Bắc Cương, đồng thời nói rõ mục đích người tới đây. Cổ trần chậm rãi nói xong, cẩn thận quan sát đối phương. Hiển nhiên, thân thể người áo đen chấn động, hồi lâu sau, người áo đen từ tốn đáp, Bắc cương tử vi liên minh đang đứng trước sự liên hợp tấn công của bốn đại cường tộc, kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc, vũ tộc, tình thế vô cùng nguy hiểm. Lần này, tử vi tộc trưởng phái ta đến đây, cũng là hy vọng có thể khẩn mời nhân hoàng xuất binh tương trợ, giải cứu tử vi liên minh đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Người áo đen nói thẳng ra ý đồ của mình, điều này khiến cổ trần có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ tử vi liên minh lại phái người đến đây cầu viện, hơn nữa kẻ được phái tới không phải nhân tộc mà là một dị tộc. Cổ trần không nói gì, lẳng lặng nghe trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về chuyện của bắc cương từ bách Man Sơn đến bắc cương tử vi liên minh khá xa ở giữa là một vùng đất hoang vô cằn cỗi hơn nữa còn có mấy thế lực dị tộc lớn không dễ đi chút nào nhưng tử vi liên minh đã phái người đến đây cầu viện thân là một thành viên của nhân tộc lại là nhân hoàng của trung bộ hoang cổ nhất tộc cổ trần không thể ngồi yên chẳng màng người ta đi cầu viện binh có thể nào cũng phải biển thị một chút có trợ giúp hay không là một chuyện nhưng nhất định phải thể hiện thành ý của ngươi Ngươi đi xuống trước, nghỉ ngơi hai ngày. Hoàng cổ nhất tộc ta vừa mới trải qua đại chiến, cần thời gian chỉnh sửa một vài chuyện, và lại bản hoàng còn phải tìm ra đối sách thật tốt. Cổ Trần không vội vã đáp ứng, càng không cự tuyệt, chỉ là để người áo đen lui xuống nghỉ ngơi. Vâng, nhân hoàng, người áo đen không nhiều lời, thành thật theo hai tỷ muội ly lạc rời khỏi đại điện, đến bên thiên điện nghỉ ngơi. Cổ Trần lơ đãng vuốt ve khối thần ngọc kia, trong lòng thì suy nghĩ chuyện này. Bắc Cương, Tử Vi Liên Minh cổ chân lẩm bẩm ánh mắt nóng rực hắn thật bất ngờ khi bắc cương cử người tới đây lại ngạc càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết đối phương muốn cầu việt, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này xem ra tình huống của những nhân tộc liên minh còn lại không được tốt cổ chân mở địa đồ ra yên lặng kiểm tra ánh mắt hắn rơi vào khu vực rộng lớn nằm ở phía bắc hoang cổ tộc nơi đó chính là bắc cương tử vi liên minh chỉ chiếm một phần nhỏ ở bắc cương hiện tại tình huống không mấy lạc quan kim tộc thạch tộc hỏa tộc vô tộc, lại có bốn con gà để giết rồi. chương 1364, hắn vừa mới truyền câu, phạm nhân tộc ta người xa đâu cũng giết, lúc này bốn dị tộc kia lại dám tấn công tử vi liên minh, vậy không còn gì để nói. Giết gà dọa khỉ, bốn con gà này đủ để chấn nhiếp số dị tộc còn lại, cổ trần quyết định nói là phải làm ngay. Có điều cần chuẩn bị cho tốt, nếu không triệt để chấn áp, chỉ e sau này đám dị tộc lại lộn xộn. Có trợ giúp Bắc Cương hay không? Chắc chắn là có, nhưng trợ giúp như thế nào, mượn cơ hội này dạy cho đám dị tộc kia một bài học nhớ đời ra sao, đều cần phải suy tính thật kỹ. Xem ra hệ thống tình báo của ta vẫn còn thiếu, Cổ Trần đột một nảy ra một suy nghĩ, hắn thấy năng lực thu thập tin tức của tình báo bên hắn có hạn, nhất định phải thành lập một tình báo bộ mới được. Nếu không bất cứ chuyện gì cũng mù mờ không rõ, tin tức bên ngoài bộ tộc đã ít càng thêm ít, cái này là không thể được. Nghĩ đến đó, Cổ Trần tự hỏi phải làm thế nào để hình thành một lực lượng thu thập thông tin tình báo hùng mạnh thậm chí là một mạng lưới tình báo phủ khắp man hoang. Tất nhiên, việc này không dễ làm, thiết lập một mạng lưới tình báo bao phủ cả man hoang bách tộc là rất khó khăn. Trong man hoang, có chủng tộc nào là tay thiện nghệ trong việc thu thập tình báo nhỉ? Cổ chân lầm nhầm, cảm thấy khó quá, bộ tộc đang được mở rộng, nhất định mạng lưới tình báo không thể kém. Đáng tiếc, Mỹ Đỗ Toa đã đi, nếu không hỏi nàng một chút là được rồi. Cổ chân thở dài, hắn bỗng nhiên nhớ tới vị thâm hải nữ hoàng lạnh như băng kia, sự bá đạo của nàng để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc khó mà xóa nhòa. Nói thật, trước khi đi nàng còn chơi xỏ hắn một vố, khiến hắn ít nhiều gì cũng có chút giở khóc dở cười. Hay là để tổ long hỏi đám long tộc kia một chút. Cổ trần sáng mắt lên, một ý niệm trong đầu hắn được truyền đi. Lúc này vô tận hải long cung, ừm, vẻ mặt tổ long cứng lại, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Trùng tộc thu thấp tin tức tình báo, tổ long lẩm bẩm, sau đó lập tức mở miệng người tới triệu tập long tộc và các đại biểu thủy tộc đến long cung gặp bổn tọa vâng tổ long tổ long vừa ra lệnh toàn bộ vô tận hải sôi trào thế lực khắp nơi ảo ảo chấn động toàn bộ vô tận hải ban đầu long tộc bị mỹ đỗ toa cùng cổ trần đánh bại mà kinh tộc huyết sa tộc thì bị mỹ đỗ toa chinh phục các thế lực thủy tộc khác ảo ảo đầu nhập vào mỹ đỗ toa nàng đã nhất thống toàn bộ thế lực ở vô tận hải nhưng bây giờ mỹ đỗ toa đột nhiên thay thế cổ trần tiến vào chiến trường hư không giao chọn thế lực của mình cho tổ long thế là vô tận hải lại về tay long tộc, khiến các phương thủy tộc có chút phản ứng không kịp trước sự thay đổi đến chóng mặt này. Hiện tại tổ long triệu kiến, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Động tĩnh ở vô tận hải không khiến quá nhiều người chú ý, ngược lại phía bên cổ trần hấp dẫn không ít ánh mắt của các phe. Các tộc hết sức cảnh giác và kiêng kỳ cổ trần, theo dõi hắn liên tục, tất cả đều lo lắng về động thái tiếp theo của cổ trần. Lúc này, bên trong một tòa thiên điện ở hoang cổ thành, một người áo đen đang ngồi trầm tư vị nhân hoàng này không đơn giản người áo đen khàn khàn tự nhủ hắn đánh giá rất cao cổ trần đến đây rồi hắn mới chính thức thấy được sự cường đại của hoang cổ tộc thấy được sự khủng bố của nhân hoàng cổ trần bên ngoài còn vô số thi thể thần tộc đại chiến vừa mới qua đi oán khí và sát khí vẫn còn quanh quẩn đâu đây chưa tan hết đủ khiến các phương sợ hãi không biết vị nhân hoàng này có thể trợ giúp tử vi liên minh hay không người áo đen thở dài lộ nét sầu lo bởi vì hắn không thể nhìn thấu cổ trần Vị nhân hoàng này khiến hắn phải cảnh giác, đối phương sâu không lường được, hắn hoàn toàn không tìm hiểu được điều gì. Không ai có thể đoán trước, liệu rằng Cổ Trần có trợ giúp Tử Vi Liên Minh hay không. Nhưng bây giờ đến cũng đến rồi, nói cũng nói rồi, còn lại chỉ đành trông chờ Cổ Trần sẽ nghĩ và làm như thế nào. Ừm, bỗng nhiên, thân thể người áo đen chấn động, có một tia dị dạng, hắn lập tức chìm vào yên lặng, dường như đã nhận ra cái gì. Bên trong thanh đồng đại điện, Cổ Trần tỏ ra kinh ngạc, vậy mà cũng phát giác được không tệ, lai lịch và năng lực của áo đen kia không tồi chút nào. Cổ trần rất bất ngờ khi áo đen có thể nhận ra được hắn đang thăm dò, hay nói đúng hơn là giám thị mình. Một kẻ không thuộc về nhân tộc lại thay tử vi liên minh tới cầu Việt, sao cổ trần có thể không phòng bị chứ? chương 1365, nhưng năng lực của kẻ này lại không kém, nhận ra được cổ trần đang giám thị, xem ra đối phương có một vài năng lực không muốn người ta biết. Điều này cũng làm cho cổ trần hiếu kỳ, rốt cuộc người áo đen thuộc chủng tộc nào, ly, đi mời hai vị tướng quân hắc thổ man phi đến đây cổ trần trầm tư một lát lập tức phân phó vâng ngô hoàng ly cung kính hành lễ nhanh chóng rời đi thông báo cho hắc thổ cùng man phi tới đây trong đại điện hai người hắc thổ man phi quỳ một chân xuống toàn thân vẫn còn nhuốm máu chưa kịp rửa giấy miễn lễ ngồi xuống hãng nói cổ trần khẽ vuốt cảm ra hiệu hai người ngồi xuống hai tỷ muội ly lạc bên cạnh lập tức dâng lên rượu ngon và linh quả trong tộc nhìn khí tức hai thuộc hạ bành trướng Cổ Trần biết tu vi cả hai đã tiến thêm một bậc, thậm chí không kém Long Uyên Câu Trần là bao. Gọi các ngươi đến là có chuyên muốn nói với các ngươi. Cổ Trần vừa uống rượu vừa nói, nếu hắn không uống không ăn, hai người nào dám ăn. Hắc thổ, Man Phi gặm thịt nướng, ăn linh quả, lẳng lặng nghe. Trầm ngâm một lát, Cổ Trần mới chậm chậm nói ra, trận chiến vừa rồi chúng ta đã tạo dựng nên uy danh của nhân tộc, uy danh của hoang cổ, chúng tướng sĩ đã vất cả nhiều, tất cả những ai tham chiến đều được phong thưởng các ngươi đã thống kê xong chưa? Nói xong, hắn nhìn Hắc Thổ và Man Phi, nhưng Hắc Thổ lại gãi đầu nhìn sang phía Man Phi, Man Phi không thể không đứng lên đáp hoàng, đại chiến lần này hoang của tộc ta tử chiến tổng cộng 10 600 người, trước mắt đã thanh lý hoàn tất, giết địch được 169 vạn, thu được tòa kỵ của tam đại thần tộc, các vật tư và binh khí giải giáp khác thì nhiều vô số kể. Cổ Trần Yên lặng nghe, Man Phi bẩm báo tỉ mỉ kết quả kiểm kê sau trận chiến, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ số lượng tử chiến vẫn còn quá cao, chết hơn một vạn người, nhưng giết được hơn một triệu quân địch thì cũng xem như đại thắng. Mang di cốt của tất cả chiến sĩ tử trận vào trong anh linh điện, cho người tiếp tục xây dựng anh linh điện, tu kiến thêm một anh linh địa cung. Cổ Trần An bài một phen, anh linh điện đã không còn sức chứa, nhất định phải xây dựng thêm, cần tu kiến một địa cung chuyên cất giữ di hài của tộc nhân tử trận. Cổ Trần vô cùng coi trọng anh linh điện, một di hài của nhân tộc tiền bối được hắn mang về từng sống dậy đánh đuổi đọa lạc thần ma. Vật tư tịch thu được sẽ dùng để ban thưởng cho những người tham chiến lần này, còn nữa, các quân đoàn bị tổn thất nên mau chóng bổ sung tu trình. Hắc thổ, người chuẩn bị sẵn sàng, không lâu nữa ngươi sẽ xuất trình cùng ta đi trợ giúp Bắc Cương nhân tộc. Cổ Trần nói xong, Hắc thổ và Man Phi đều choáng váng, tỏ ra khiếp sợ. Lại muốn xuất trình lần nữa, trợ giúp Bắc Cương nhân tộc, vậy là sắp xảy ra trận chiến khác. Nhưng lần này Cổ Trần quyết định mang Hắc thổ xuất trình, để Man Phi lại tỏa trấn bộ lạc, nơi này không thể không có một đại tướng chấn thủ được. Man Phi, chuyện ở đây giao cho ngươi. Cổ Trần nghiêm túc nhìn Man Phi, tuân lệnh, hắc thổ, Man Phi nghiêm nghị lĩnh mệnh, không chút do so dự hay bất mãn. Nơi này cần có người tỏa chấn, mà chỉ có hai người mới đảm nhiệm được việc này, cuối cùng Cổ Trần quyết định giao cho Man Phi. Man Phi tỏa chấn Bách Man Sơn, Long Uyên tỏa chấn Hỗn Loạn Thiên Uyên, Câu Trần tỏa chấn Vạn Thạch Lĩnh, còn Hắc Thổ thì Cổ Trần muốn dẫn theo đến Bắc Cương trợ giúp nhân tộc nơi đó, đồng thời khai đao với bốn đại dị tộc. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng, lần xuất trinh này chỉ đem 100.000 tướng sĩ, 5.000 cự ma. Tuân lệnh, chúng ta cáo lui. Hắc thổ, man phi đồng loạt đứng dậy cáo lui, rời khỏi đại điện, hai người trở về chuẩn bị mọi thứ. Mặc kệ là xuất trinh hay chấn thủ thì đều cần chuẩn bị cho tốt, mà nơi này mới vừa trải qua đại chiến, còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, cũng chỉ có thể giao cho man phi xử lý. Những thứ còn lại, cổ trần không hề lo lắng, dù sao tam đại thần tộc mới bị đánh bại các tộc khác sẽ không nhảy ra kiếm chuyện ngay thời điểm này thần tộc cũng y thế một khi chưa nắm chắc khả năng diệt sát cổ trần bọn họ sẽ không ra tay nhìn hai thuộc hạ rời đi cổ trần ngồi trong đại điện yên lặng trầm tư lên kế hoạch cho lần xuất trinh sắp tới nhất định phải giúp đỡ bắc cương nhân tộc người ta đã cầu mình thì không thể không đi một phần là cổ trần có đủ năng lực một phần là hắn cũng muốn thu phục bắc cương nhân tộc đây chính là một cơ hội tốt đương nhiên cổ trần sẽ không bỏ lỡ. Tổ Long, có tin tức gì chưa? Nghĩ đi nghĩ lại, cổ trần lập tức truyền đạt tin tức cho Tổ Long. Tổ Long phản hồi lại rất nhanh, ảnh tộc, cổ trần nhíu mày, kinh ngạc không thôi. chương 1366, tin tức Tổ Long truyền tới có nội dung trong toàn bộ man hoang thế giới, có thể đảm nhiệm tình báo tin tức như cổ trần yêu cầu chỉ có hai chủng tộc. Một là ảnh tộc, đến đi vô ảnh vô tung, hai là vận mệnh nhất tộc, thần bí khó lường, không rõ số lượng tộc nhân là bao nhiêu, cũng không ai biết tổ địa tộc này ở đâu, càng không biết bọn họ ở nơi nào. Bộ tộc này biết vận mệnh, giỏi tính toán và có khả năng vô cùng đặc biệt, có thể nhìn thấu quỹ đạo của vận mệnh, thu được vô số thông tin, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai. Có lời đồn rằng tộc này quỷ dị khó lường, bị thiên đố kỵ, người tiết lộ thiên cơ sẽ bị thiên phạt, cho nên người tộc này chưa từng lộ mặt. Vận mệnh, cổ chân lầm bẩm âm thầm suy tư, quả thực hắn chưa từng nghe qua về vận mệnh nhất tộc, không ngờ trên đời lại có chủng tộc thần bí như thế, căn cứ theo tin tức của Tổ Long thì vận mệnh nhất tộc không có năng lực chiến đấu. Cổ Trần khịt mũi coi thường, có quỷ mới tin, biết được vận mệnh, không gì không biết mà lại không có năng lực chiến đấu sao. Thậm chí hắn còn hoài nghi chuyện này là do chính vận mệnh nhất tộc truyền ra ngoài hòng mê hoặc các tộc, để các tộc không kiêng kỵ bọn họ. Dù sao, vận mệnh nhất tộc đã bị thiên đố kỵ, nếu còn bị bách tộc hay thần tộc kiên kỵ, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ bị các tộc liên hợp đánh giết. Không thể tìm được vận mệnh nhất tộc, nhưng có thể tìm ra ảnh tộc cổ trần suy nghĩ sang một hướng khác ảnh tộc ảnh tộc tên như ý nghĩa bọn họ giống như một cái bóng tồn tại giữa thực và ảo bọn họ đến vô ảnh đi vô tung khó có thể phát giác là một thích khách rất tốt nếu để họ phụ trách điều tra tình báo thu thập tin tức các loại thì không còn gì tốt hơn phải tìm ảnh tộc ở đâu đây căn cứ theo những gì cổ trần thấy ảnh tộc từng gặp phải đại họa diệt tộc phần lớn đã sớm biến mất không còn tung tích bộ tộc này từng bị thần tộc liên hợp tiêu diệt bởi vì bọn họ quá mức suốt quỷ nhập thần, khiến thần tộc kiêng kỵ, cuối cùng quyết định tiêu diệt. Ảnh tộc không có cả tổ địa, y như một chủng tộc lang thang không nhà để về, sinh tồn khắp mọi ngõ ngách trong man hoang, một khi bọn họ tụ tập tại một chỗ, chắc chắn sẽ bị thần tộc phát hiện rồi bị tiêu diệt lần thứ hai, đối với ảnh tộc đó chính là tai ương diệt tộc. Ảnh tộc là thích khách trời dinh, nhất định phải nghĩ cách mời bọn họ về mới được. Cho cổ trần không ngừng suy tư, lập ra kế hoạch, hắn muốn tìm ảnh tộc, thu phục bọn họ làm việc cho mình. Còn vận mệnh tộc, thôi không nghĩ tới nữa, căn bản là không tìm được bộ tộc đó, bởi vì bọn họ có thể đoán trước tương lai, thậm chí nhìn thấu quỹ đạo của vận mệnh, người mới vừa đi qua bọn họ đã phát hiện ra ngươi. Cổ Trần không qua hứng thú với vận mệnh tộc, hắn đoán nếu cứ cố gắng tìm cái tộc quỷ dị khó lường này thì sẽ không bao giờ tìm ra, biện pháp duy nhất chính là mèo mù gặp cá rán, bất chợt gặp được, nếu không, vĩnh viễn đừng mong tìm thấy vận mệnh tộc. Vận mệnh khó lường, Cổ Trần thở dài hắn nhớ tới lúc bản thân bước lên đỉnh tầng 10 của thiên khiển chi môn, đã từng cảm thụ được khí thức của một loại quy tắc thần bí khó lường. Tựa hồ, là vận mệnh quy tắc, chỉ tiếc hắn không cách nào nắm giữ vận mệnh, bằng không lấy vận mệnh quy tắc bản nguyên diễn hóa ra huyết mạch mới, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Không biết, quy tắc luyện thể có thể diễn hóa vận mệnh quy tắc bản nguyên, từ đó lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực không nhỉ. Hai mắt cổ trần sáng lên, hắn chợt nhớ tới gì đó, Chẳng phải có thể sử dụng bất kỳ quy tắc bản nguyên nào để luyện thể trong không gian luyện thể của Hạt Châu ư? Có nên nhân cơ hội này để lĩnh ngộ vận mệnh chi lực không? Nếu có thể thực hiện, vậy thật khiến người ta vui mừng, Cổ Trần nghĩ đến đó liền đứng ngồi không yên, mong muốn kia càng lúc càng mãnh liệt. Tại thời điểm luyện thể cho quy tắc, có thể mở ra công năng ngộ đạo, lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa của vận mệnh quy tắc chăng? Suy nghĩ này vừa nảy sinh, có thế nào cũng không gạt qua một bên được, Cổ Trần dục dịch tâm tư phải chăng quy tắc của hắn có thể được lĩnh ngộ theo cách này. Hiện tại, trong hạt châu còn hai lần cơ hội ngộ đạo, một lần cơ hội luyện thể cho quy tắc, cổ trần ngẫm nghĩ có nên thử một lần. Nếu thành công, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ ra được vận mệnh áo nghĩa, từ đó nắm giữ vận mệnh chi lực. Ly, người đi thông báo cho vị vô tế đến từ Bắc Cương kia biết, bản hoàng quyết định ba ngày sau mang binh xuất trinh, trợ giúp Bắc Cương. Trường 1367, cổ trần bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của mình vâng ly hơi cúi người hành lễ lập tức thối lui truyền đạt mệnh lệnh của cổ trần lúc này bên trong thiên điện người áo đen nghe được tin tức ly thông báo tức thì thở phào nhẹ nhõm ba ngày cũng tốt ta đã biết người có thể đi hồi bẩm nhân hoàng người áo đen khẽ vuốt cằm thanh âm khàn khàn khiến người nghe không nhận ra được tâm tình của hắn người áo đen này là nam hay nữ không một ai biết có lẽ chỉ bắc cương liên minh tộc trưởng mới biết cổ trần không có ý định nhìn cho ra hình dáng của áo đen nếu người ta đã không muốn, thăm dò quá mức là không phải phép. Chỉ cần người áo đen không làm ra bất kỳ hành động mang tính uy hiếp nào, Cổ Trần sẽ không để ý tới hắn, nhưng Hiển Thiên vẫn sẽ giám thị hắn liên tục. Bởi vì cái gọi là nên có lòng phòng người, bàn giao xong xuôi, Cổ Trần một mình tiến vào bí điện tu luyện. Hắn muốn thử xem, thật sự có thể lĩnh hội được học quy tắc chi lực mà hắn muốn thông qua việc luyện thể trong không gian quy tắc bản nguyên hay không. Tỷ như, vận mệnh chi lực, phải biết Số mệnh là điều bí ẩn và khó đoán, nếu thực sự lĩnh ngộ được vận mệnh chi lực, nó sẽ mang lại ý nghĩa và tác dụng vô cùng quan trọng đối với cổ Trần lẫn tộc nhân của hắn. Cổ Trần âm thầm cảm khái, thật muốn bên cạnh mình có một vị trợ thủ trí tuệ siêu phàm giỏi tính toán, hắn nhớ bên cạnh mỗi một vị hoàng đế cổ đại đều có một mưu sĩ giỏi giang hơn người. Còn thiếu một trợ thủ giỏi nữa. Hắn lắc đầu thở dài, lập tức ném chuyện này ra sau đầu, bắt đầu chuẩn bị tiến vào không gian luyện thể. Ông, một tiếng ong ong chỉ thấy cổ trần bị một cỗ quang mang bao phủ chớp mắt biến mất không thấy gì nữa trong một không gian thần bí vô số quy tắc bản nguyên hội tụ cổ trần xuất hiện xếp bằng giữa không trung hắn nhìn quy tắc giao thoa chẳng chịt trước mặt thầm nghĩ ngợi không biết cái nào mới là vận mệnh quy tắc bản nguyên nhìn thật lâu vẫn không nhận ra cái nào mới đúng cổ trần đã hơi hoa mắt cũng không thể thử từng cái một được nhưng vận mệnh quy tắc là một loại lực lượng thần bí cường đại ắt hẳn nó phải được xếp ở một thứ hạng cao cho nên Cổ Trần bắt đầu tìm kiếm ở khu vực trung tâm, lập tức có được chút phát hiện. Lấy lực lượng quy tắc làm cơ sở, bốn phía còn lại là các loại quy tắc chi lực cường đại như thời gian, không gian, hỗn độn, tử vong, hủy diệt. Là cái này sao? Ánh mắt Cổ Trần khóa chặt vào một cỗ quy tắc bản nguyên. Loại quy tắc bản nguyên này có khí tức quỷ dị, như thế nó không hề tồn tại, hư vô mờ mịt, người có thể trông thấy, lại không cảm ứng được nó. Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, trông thấy, lại không cách nào cảm ứng vậy làm sao mới lĩnh ngộ được huyền bí của nó, là ngươi. Trầm ngâm một hồi cổ trần lập tức quyết định, chọn nó. Bất kể có chính xác hay không, loại quy tắc chi lực bản nguyên này vẫn cho người ta một cảm giác thần bí, khiến họ muốn thăm dò ham học hỏi, nhìn rõ hình dạng thật của nó. Vận mệnh là thứ không xác định, mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ không thấu, thậm chí nó có tồn tại hay không còn là một vấn đề, quả thực cổ trần có nhìn thấy nó, nhưng khi muốn tiếp xúc lại nhận ra nó không hề tồn tại, không thể nắm giữ nó được hao phí một lần ngộ đạo cơ hội đi, Cổ Trần thực sự không tìm được cánh cửa bước vào, chỉ có thể bất đắc dĩ cố gắng lĩnh ngộ trực tiếp ở đây. Vận mệnh, luôn luôn khiến người ta suy nghĩ không thấu, ngươi cho là mình nhìn thấu, kỳ thực ngươi không thấy rõ thứ gì cả, càng không cách nào nắm chắc tương lai và quỹ đạo vận mệnh của mình, giống như có một sợi dây vô hình nào đó điều khiển cuộc đời ngươi, không bao giờ thoát khỏi nó. Nhìn thì như đã vượt ra ngoài vận mệnh, kỳ thật vẫn luôn chôn mình bên trong. Ánh mắt Cổ Trần dần ngây ra, như thể thất thần cả người hắn chìm vào một trạng thái ngộ đạo kỳ diệu. Hắn mở ra một lần cơ hội ngộ đạo, để cho mình trực tiếp xa vào đốn ngộ, bắt đầu lĩnh ngộ loại vận mệnh chi lực hư vô mờ mịt kia. Phỏng đoán của cổ trần là đúng, trong không gian luyện thể cũng có thể tiến hành ngộ đạo, hai công năng phối hợp với nhau mới thật sự tối đa hóa lợi ích đạt được. Trong không gian luyện thể được lấp đầy bởi các loại quy tắc bản nguyên chi lực, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ bản nguyên của quy tắc nơi này thì có thể lĩnh ngộ ra quy tắc chi lực tương ứng. Chương 1368 Đương nhiên, muốn lĩnh ngộ cũng không phải chuyện dễ, ban đầu cổ trần không có bất kỳ biện pháp nào để bước vào, mới đành mở ra một lần cơ hội ngộ đạo. Hiện tại hắn đã lâm vào trong đốn ngộ, dường như cả người hắn chìm đắm trong thiên địa huyền ảo vô tận, lang thang giữa đại đương minh mông của vô số quy tắc bản nguyên. Có vẻ như ở đây, chỉ cần ngươi muốn lĩnh ngộ cái gì đều dễ như trở bàn tay, cho dù là lực lượng, thời gian, không gian, hỗn độn, tử vong, hủy diệt, ngũ hành, âm dương. Đều có thể, nhưng trong lòng cổ trần lại có một tia chấp niệm hắn không để ý đến quy tắc áo nghĩa của hắn mà toàn bộ lực chú ý lại dồn vào một loại quy tắc bản nguyên hư vô mờ mịt đó chính là vận mệnh thế nào gọi là vận mệnh cổ trần không biết càng không thể nào giải thích chỉ biết là quỹ đạo cũng là vận mệnh quá khứ tương lai cũng là một cách thể hiện của vận mệnh bên trong trạng thái ngộ đạo cổ trần bỗng nhiên cảm nhận được sự thâm thúy cuồn cuộn thần bí và tràn đầy bất ngờ của vận mệnh Loại cảm giác này khiến người ta muốn dừng mà dừng không được, nóng lòng muốn lột bỏ lớp áo choàng bí ẩn của vận mệnh và hiểu được những bí mật cốt lõi bên trong trong thoáng chốc. Cổ Trần như thấy được một một dòng sông mênh mông cuồn cuộn không ngừng, tưởng như không có điểm cuối. Những gì chảy trong đó là dấu vết vận mệnh của hàng ngàn hàng vạn sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không ngoại lệ, không được tách rời. Cổ Trần hóa thành một bọt nước trên sông, hắn nhấp nhô chảy về phương xa, nhìn thấy vô số khả năng của chính mình dưới sông dài hiện ra hàng loạt cảnh tượng tương lai từng cái hiện ra trước mắt hắn trái tim cổ trần run lên hồn phi phách tánh mây mà hắn được lực lượng thần bí kia bảo vệ giúp hắn duy trì được trạng thái đốn ngộ từ đầu đến cuối hắn theo dòng chảy của sông dài lao mình về phương xa cổ trần như nhìn thấy được cảnh hắn bị giết trên chiến trường như nhìn thấy bản thân cùng các tộc nhân tan thành mây khói hoàn toàn biến mất dưới sự bao vây của tất cả các tộc hắn cũng thấy mình bước vào chiến trường hư không chiến đấu chống lại các thánh của bách tộc cuối cùng thảm bại bỏ mình hắn thấy tương lai thê thảm của nhân tộc bị bách tộc huyết tẩy thấy đại chiến thảm khốc nguyên một đám thuộc hạ tộc nhân minh hữu chết trận cuối cùng hắn bị thần tộc vây giết không thể trốn thoát hắn cũng nhìn thấy nhân tộc từng bước một quật khởi nhưng lại từng bước một suy sụp càng thấy được một man hoang khi không có hắn nhân tộc vĩnh viễn bị nô dịch trần áp không ngừng nghỉ thảm cảnh đó ẩn ẩn hiện hiện in sâu vào tâm trí cổ trần khiến cổ trần không thể phân biệt rõ ràng cái gì là thật cái gì là giả Vận mệnh là thần bí, là không biết, là tràn đầy biến số, là tồn tại vô số khả năng có thể xảy ra. Người không bao giờ biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng người có thể thấy được vô số khả năng, vô số hình ảnh tương lai dưới dòng sông vận mệnh. Cổ chân mờ mịt, cố gắng của mình thật sự có ý nghĩa sao? Giống như ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là diễn biến của một trong hàng loạt khả năng của dòng sông vận mệnh, khi ngươi cho rằng ngươi đã nắm trong tay vận mệnh và tương lai của mình, thì kỳ thật ngươi vẫn nằm trong quỹ đạo của vận mệnh không cách nào thoát ly. Xì si xì, si, ở trong quá trình này, thân thể cổ trần bỗng nhiên toát ra một luồng khí thức quỷ dị, hư vô mờ mịt, cả người hắn cũng trở nên quỷ dị. Ngay tại thời điểm cổ trần ngộ mộ đạo, một cỗ bản nguyên chi lực thần bí khó lường đột ngột vào tới, bao vây thân thể cổ trần, bắt đầu tiến hành luyện thể. Đây là quy tắc luyện thể, lần này không phải lực lượng quy tắc mà là một loại quy tắc bản nguyên bí ẩn mơ hồ hơn rất nhiều, vận mệnh. Vận mệnh bản nguyên nhập thể, lập tức triển khai luyện thể, lấy mệnh vận bản nguyên chi lực thối luyện thân thể, sinh ra biến hóa quỷ dị. Cổ chân dần trở nên mờ nhạt, như thể hắn không hề tồn tại trên cõi đời này. Khí tức của hắn càng ngày càng quỷ dị, bóng người lắc lư hư ảo, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, càng không cảm giác được dấu vết. Tựa hồ rõ ràng là hắn ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào tìm tới hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Vận mệnh không là gì, ngươi không thể nhìn thấy hay chạm vào nó, nhưng nó thực sự tồn tại và ảnh hưởng đến cuộc đời ngươi, Kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều nằm trong vận mệnh, trừ phi ngươi vượt qua dòng sông định mệnh vô hình này, thì ngươi mới có thể vượt lên trên số phận và áp đảo tất cả chúng sinh. Cổ Trần nghĩ đến các vị thần trên kia, phải chăng họ đã tách mình ra khỏi số phận để trở thành thần? Có phải họ đã thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, từ đó bao quát chúng sinh? Chương 1369, hắn không có đáp án, càng không thể nào biết được, chỉ có thể yên lặng đắm chìm trong sự huyền ảo vô tận của vận mệnh hấp thu, lột bỏ lớp áo ngoài của vận mệnh từng chút một. Cổ Trần Miệt mài khui mở một góc của dòng sông vận mệnh, xâm nhập vào trong, không ngừng chìm chìm nổi nổi theo dòng chảy của nó. Vận mệnh là không biết hay thay đổi, mọi thứ đều có thể. Một tiếng nghỉ non truyền đến, Cổ Trần không hề lẩm bẩm trong trạng thái vô ý thức, khi tức cả người hắn đều trở nên hư ảo, thậm chí cơ thể cũng trở nên mờ nhạt, như muốn biến mất khỏi thế giới này. Đó là sự thay đổi xảy ra khi Cổ Trần lĩnh ngộ vận mệnh huyền ảo, hay nói đúng hơn là vận mệnh quy tắc bản nguyên thối luyện thân thể sau đó phát sinh biến hóa quỷ dị hắn không rõ thân thể của mình sẽ trở nên thế nào sau khi trải qua sự thối luyện này là tốt hay xấu đều không đoán trước được trong thân thể lực lượng quy tắc ngồi vững ở vị trí thứ nhất áp chế gắt cao năm loại huyết mạch chi lực cường đại trong thân thể là thời gian không gian hỏa diễm thiên phạt hỗn độn lực lượng duy nhất phá diệt vạn pháp mà bây giờ cơ thể hắn đang chậm rãi diễn sinh ra một lực lượng thứ sáu hoàn toàn mới vận mệnh chi lực. Một luồng khí tức thần bí chảy trong cơ thể, không thể hình dung, huyễn hoặc, nhưng nó thật sự tồn tại. Lực lượng vận mệnh chi lực đầu tiên được sinh ra, năm loại huyết mạch chi lực bên trong cơ thể đồng loạt sôi trào, giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, trở nên điên cuồng. Oanh, thời gian, không gian, cùng lao lên, bao phủ lấy một tia vận mệnh chi lực đó, như muốn tiêu diệt nó triệt để. Tia vận mệnh chi lực nhỏ bé bị bao vây khắp nơi trong cơ thể, nó run lẩy bẩy, y hệt một đứa tiểu đệ mới vào bị một đám đại ca ăn hiếp. Các đại ca, tha mạng, vận mệnh chi lực run rẩy nó bị năm loại huyết mạch chi lực bao vây, áp chế từng chút một, giống như một giây sau sẽ sụp đổ biến mất ngay. Nhưng rất nhanh, năm loại huyết mạch chi lực lần lượt tản ra, vận mệnh chi lực thoải mái dung nhập vào trong cơ thể cổ trần, chui thẳng vào huyết mạch, bắt đầu sản sinh một loại huyết mạch chi lực hoàn toàn mới. Mặc dù nói vận mệnh chi lực hư vô mờ mịt, thần bí khó lường, nhưng dưới sự chấn áp thô bạo của năm loại huyết mạch chi lực và lực lượng quy tắc cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn trở thành huyết mạch chi lực thứ sáu của cổ trần vận mệnh chi lực chậm rãi biến hóa càng ngày càng cường đại cuối cùng đuổi kịp năm loại huyết mạch chi lực còn lại hô sau một khắc không gian luyện thể tan dã biến mất bóng người cổ trần rơi xuống trở lại thanh đồng bí điện cổ trần bỗng nhiên mở mắt hai luồng sáng quỷ dị lóe lên rồi tan biến một cảnh tượng thần bí bao la mới vừa vụt qua mắt hắn vận mệnh hắn tự lẩm bẩm trong ánh mắt xẹt qua vô số hình ảnh. Đó là những hình ảnh cổ trần thấy được trong quá trình ngộ đạo ban nãy, cuối cùng chúng biến mất vào trong mắt, trở nên vô cùng thâm thúy, khiến người ta có cảm giác như rơi vào trong đó. Hai mắt hắn phát sinh biến hóa, trở nên huyền ảo bí ẩn, khí tức toàn thân cũng hư vô mờ mịt hẳn lên. Cổ trần thành công lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, hoàn thành diễn biến loại huyết mạch chi lực thứ 6. Điều này khiến hắn thấy được hy vọng diễn biến huyết mạch hoàn mỹ 100% có lẽ một công dụng khác của không gian luyện thể chính là lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Vận mệnh thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vẻ mặt cổ trần đầy nghi hoặc, trong tay là một đoàn quang mang quỷ dị, hắn chậm rãi triển khai, vô số hình ảnh tin tức nhanh chóng xuất hiện. Hắn thấy được cảnh tượng tương lai, hắn đã chạm đến một góc huyền bí của con đường vận mệnh. Ta bế quan hết ba ngày, đến lúc xuất phát rồi, đi Bắc Cương thôi, cổ trần bỗng nhiên đứng dậy, xài bước rời khỏi bí điện. Lúc này, tại một nơi không xác định, Ánh sáng thần bí bao phủ, mơ hồ trông thấy rất nhiều người đang vây quanh một bàn quay bí ẩn. Ông đột nhiên bàn quay hơi hơi rung động, tỏa ra hào quang sáng lòa. A, à, có người chạm đến vận mệnh là ai? Có người kinh ngạc kêu lên. Tất cả những người ở đây đều bừng tỉnh, nhìn bàn quay bí ẩn trước mắt một cách nghi hoặc. Một thứ ở trong đó được một tầng xương mù che lấp, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng thứ đó lại phát ra giọng nói. Có người chạm vào vận mệnh, mở vận mệnh chi môn ra là tộc chúng ta sao, không phải? Chương 1370, một giọng nói truyền đến, thực thực hư hư, vận mệnh luân bàn không thể tính ra là ai, có điều, xác định được vị trí của hắn, tại Đông Cực Châu, tìm tới hắn, lấy linh hồn mang về. Thanh âm mờ ảo đó lại truyền đến, trong hư vô, hàng loạt bóng người quỷ dị lặng lẽ biến mất. Nơi này lại chìm vào tĩnh mịch, không một ai biết nơi này ẩn giấu thứ gì, chỉ có một bàn quay bí ẩn đang chậm rãi chuyển động dường như mỗi một vòng chuyển động của nó đại biểu cho một sự kết thúc. Lúc này, bên ngoài Bách Man Sơn, một hạm đội đang cấp tốc di chuyển, xuyên thẳng qua tầng mây. Trên tàu chiến chỉ huy, cổ trần đứng ngạo nghế ở đầu tàu, hắn ngắm nhìn hư không nơi xa, trong mắt dày đặc những sợi tơ quỷ dị. Ừm, bỗng nhiên, cổ trần nheo mắt, sợi tơ trong mắt hắn đột ngột ngừng một chút, có vẻ xuất hiện rối loại gì đó. Có một cỗ lực lượng đang tìm kiếm ta, quỹ đạo vận mệnh. Cổ trần lầm bẩm ánh mắt sáng lên, vô số sợi tơ giao thoa xoay quanh, như nhìn thấy thứ gì. Hắn vừa mới cảm ứng được một cỗ khí thức thần bí khó lường, có một lực lượng bí ẩn đang kích thích quỹ đạo vận mệnh. Cái này khiến cổ trần lập tức tỉnh táo, lúc nãy, chắc chắn là có người kích thích quỹ đạo vận mệnh, từ đó tìm kiếm tung tích của hắn, là ai, là đám thần sao. Cổ trần lầm nhầm phỏng đoán, chỉ vận mệnh tộc thần thần bí bí kia mới nắm giữ được vận mệnh chi lực, hiện tại lại đột một có một lực lượng như vậy tác động và ảnh hưởng. Cổ trần suy đoán một chút liền hiểu ra ngay vận mệnh tộc đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến đó, cổ trần cảm thấy kinh hãi, hắn vừa mới lĩnh ngộ vận mệnh chi lực đã bị phát hiện, nhanh thế sao, muốn tìm ta. Phải xem bản lĩnh các ngươi thế nào, cổ trần hư lạnh, tạm thời không muốn dây dưa với vận mệnh tộc quỷ gì kia, trước mắt còn chưa phải lúc. Nghĩ như vậy, cổ trần động ý niệm, vận mệnh chi lực bên trong thân thể bắt đầu tuôn ra, tràn ngập hai mắt hắn. Hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng thần bí, như xem thấu huyền ảo của thế gian, hai tay hắn nhanh chóng thăm dò vào trong hư vô sục sạo một hồi trong đó là vô số sợi tơ vô hình bị cổ trần gãy một cái liền phát sinh biến hóa kỳ diệu xảy ra vô số biến số cùng lúc đó tại cái nơi không xác định kia a à, không đúng tại nam hỏa vực bắc đại hoang không đúng tại trung thiên vực trung thiên vực có kẻ đánh cắp vận mệnh đi mang kẻ đó về hàng loạt thanh âm vang lên bàn quay vận mệnh chấn động phía trên phát sinh biến hóa cuối cùng chỉ vào một tọa độ chính xác không sai Đám người kia khóa chặt trung thiên vực, nơi đó xuất hiện người đánh các vận mệnh chi lực, lập tức phải bắt về vị trí kia. Vùng đất các thần, thiên cung, sau một khắc, đám người đó đồng loạt biến sắc mặt, sau khi nhìn rõ vị trí cụ thể, ai nấy đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trung thiên vực, vùng đất chúng thần, đó là nơi nào, vận mệnh tộc rất rõ, bởi vậy bọn họ mới đổi sắc mặt. Chỗ đó không thể đi, nếu không sẽ bị thần phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Có người lo lắng nói, không sao hẳn là sẽ không ở bên trong, phải tìm được người kia bắt hắn mang về, bất luận là sinh linh nào, dám đánh các vận mệnh chi lực đều không được bỏ qua. Chờ một chút, đang muốn hành động, lại nghe một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Chỉ thấy một vầng sáng mờ ảo giữa sương mù, ở giữa có một bóng dáng bí ẩn. Toàn thân người đó tràn ngập vận mệnh chi lực cường đại, giống như đang thi triển cái gì. Ông, sau một khắc, một màn ánh sáng hiện lên, phía trên xuất hiện vô số hình ảnh. xảo trá, thiếu chút nữa là bị lừa. Người kia hừ lạnh, khinh thường nói, người vừa mới đánh cắp vận mệnh chi lực đã làm nhiễu quỹ đạo vận mệnh, muốn tránh khỏi sự truy tìm của chúng ta. Đáng tiếc, hắn còn kém lắm, hắn thu hồi vận mệnh chi lực, chỉ vào bàn quay, bàn quay bí ẩn lập tức chậm rãi chuyển động, hiện lên một hình ảnh. Phía trên mơ hồ, không thể thấy rõ, vậy mà có thể làm mơ hồ quỹ đạo vận mệnh, người nơi này kinh ngạc nhìn qua, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hình ảnh phía trên, càng không biết là ai đã đánh cắp vận mệnh chi lực. Không tìm được, trên bàn quay không để lại ấn ký của hắn không cách nào tìm tới mà quỹ đạo vận mệnh lại bị can thiệp trở nên mơ hồ khó mà nhìn rõ người nọ lạnh nhạt nói bây giờ nên làm gì nhất định phải tìm ra sau đó diệt trừ chỉ tộc ta mới có thể nắm giữ vận mệnh đám người lao nhao một hồi tất cả đều muốn tìm ra cái kẻ ăn cắp kia thông báo cho tất cả tộc nhân nơi khác cần phải tìm ra người đã đánh cắp vận mệnh chi lực còn nữa cẩn thận phòng bị thiên hậu xuất thế thiên tử sắp sáng trần đã rõ, chương 1371, bởi vậy, không thể nói là đánh bại thần tộc, vì mới chỉ đánh thắng một trận, trừ phi người thật sự dọn dẹp sạch sẽ xào huyệt thần tộc, thậm chí hủy diệt nội tình thần tộc, đó mới được xem là đánh bại thần tộc. Nhân hoàng, khẩn cầu ngài mau cứu tộc nhân của ta, chỉ cần ngài giải cứu tộc nhân của ta, ta có thể đại biểu linh tộc thề, linh tộc vĩnh viễn trung thành với nhân hoàng. Phu Linh gấp lên, nàng thấy cổ trần không có ý định giúp đỡ liền liên tục lễ bái khẩn cầu nàng thật sự cùng đường rồi, trước kia nàng ở lại Bắc Cương liên minh là vì hy vọng nơi đó có năng lực giúp nàng, nhưng nơi đó chiến tranh liên miên, phải đối mặt với sự vây giết không ngừng của bốn đại dị tộc, bản thân còn khó đảm bảo nói gì đến giúp nàng. Nhưng giờ đã khác, cổ trần ngang trời xuất thế, uy danh hoang cổ tộc danh trấn bốn phương, giúp Vu Linh thấy được ánh sáng hy vọng. Và hy vọng đó nằm ngay trên người cổ trần. Nhưng cổ trần lại lắc đầu, trước không nói ngươi không thể đại biểu cho toàn bộ linh tộc, hiện tại ta không hề biết gì về linh tộc ngươi và cả thần tộc luôn vây giết các ngươi thì làm sao mà giúp. Ta, Vu Linh Trần trừ một lúc, cuối cùng cắn răng nói ra, nhân hoàng, ta chính là hậu nhân đời thứ ba của linh tộc tộc trưởng, mẫu thân của ta chính là đệ nhất linh tộc hoàng, ta có thể đại biểu toàn bộ linh tộc, nếu không tin, ta có thể phát thể tâm linh. Phát thể tâm linh, cổ trần nheo mắt đánh giá nàng, linh tộc có năng lực đặc biệt, chính là tâm linh chi lực. Đúng vậy, bộ tộc này rất kỳ lạ, trời sinh đã có tâm linh chi lực, cổ trần nhận ra điểm ấy bởi vì hắn từng gặp qua nó. Trước kia hắn từng bị chém tâm linh một lần, suýt nữa xong đời, có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì về tâm linh chi lực cả, nên giờ gặp được linh tộc, thật sự hắn cũng hơi kỳ vọng có thể thu hoạch được gì đó giúp nắm giữ sự ảo diệu của tâm linh chi lực. Cổ trần luôn nghĩ, càng nắm giữ nhiều lực lượng càng tốt, huống hồ hắn còn cho rằng, phàm là các chủng tộc bị thần tộc chèn ép đều có thể trở thành minh hữu với nhân tộc. Linh tộc chính là một minh hữu tiềm ẩn, nếu thật sự cứu được họ có lẽ sẽ thêm phần sức mạnh cho nhân tộc thế nhưng cổ trần cần phải điều tra thật kỹ hắn có thể cứu nhưng cứu một chủng tộc sắp việt diệt thế nào cũng là một vấn đề linh tộc các người bị thần tộc nào truy sát cổ trần bình tĩnh hỏi phu linh nghe xong tinh thần chấn động nàng vội vàng nói là tinh thần tộc và tu la tộc hai đại thần tộc này luôn đuổi giết linh tộc chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tinh thần tộc tu la tộc cổ trần cao mày hắn chưa từng gặp qua hai đại thần tộc này nhưng hắn cũng có chút ấn tượng với tu la tộc kia, không biết bọn họ có gì giống với thần thoại tu la trong truyền thuyết kiếp trước của hắn không, hiện giờ linh tộc các ngươi còn bao nhiêu tộc nhân, ở nơi nào. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm tin tức quan trọng nhất, linh tộc ở đâu. Trên mặt phu linh thoáng qua một tia giấy ruộng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, linh tộc ta vẫn luôn nấp kín tại linh giới tổ địa, vốn rất bí ẩn, không biết vì sao tinh thần tộc lại tìm được nơi đó, trước mắt chúng ta đang bị hai đại thần tộc vây khốn. Linh giới, Cổ Trần khẽ vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói ra, người đứng lên trước đi, trước giải quyết vấn đề của Bắc Cương nhân tộc, sau đó sẽ tính chuyện của ngươi. Phu Linh khấu tạ nhân hoàng, Phu Linh cực kỳ kích động bái tạ, lại cúi đầu bái thêm lần nữa, thật sự là quá xúc động. Rốt cuộc có người chịu giúp Linh tộc các nàng, lại còn là chủng tộc mà nàng chưa từng nghĩ tới, nhân tộc. Hiển nhiên Cổ Trần có ý muốn giúp Linh tộc, thêm một minh hữu sẽ thêm một lực lượng, mà nhân tộc đang rất cần minh hữu Nhân tộc không thể một mình đối kháng man hoang bách tộc, Thậm chí đối mặt thần tộc, đó là chuyện phi thực tế, Cổ Trần vẫn luôn hiểu đạo lý một cây làm chẳng nên non. Phải biết, dù là giữa quốc gia với quốc gia hay giữa bộ tộc với bộ tộc đều sẽ có bằng hữu, địch nhân hay minh hữu. Ngươi đi xuống đi, ta sẽ cân nhắc vấn đề của ngươi. Cổ Trần khoát tay để Vu Linh đi xuống, Vu Linh cung kính hành lễ, "Nhân hoàng", Vu Linh cáo lui. Nàng quay người rời đi, phủ thêm áo choàng đen lên người, lại giấu kín thân phận và hình dáng mình lần nữa, khiến Cổ Trần chợt cảm khái trong lòng. Dẫu sao linh tộc cũng từng là một chủng tộc cường thịnh, nhưng bây giờ lại đi đến bước đường này, thậm chí còn không bằng cả nhân tộc. Cổ Trần không biết những gì đã xảy ra ở đó, nhưng hắn bắt đầu cảnh giác, hắn cảm ứng được sự tồn tại của bộ tộc này. Bấy giờ, trên tàu chiến chỉ huy, Cổ Trần nhếch miệng cười mỉm, rốt cuộc thoát khỏi truy lùng của vận mệnh tộc. Trong cuộc đọ sức ban nãy, thật ra Cổ Trần đang tự khảo nghiệm vận mệnh chi lực của bản thân, hơn cả là muốn thử thăm dò vận mệnh tộc kia nông cạn thế nào. Đúng vậy, Cổ trần đoán đó chính là vận mệnh tộc, nếu không thì ai đủ khả năng phát giác được hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực chứ. Điều này cũng xem như là trộm lấy vận mệnh chi lực. Bởi vì trên đời này, chỉ có người của vận mệnh tộc mới có thể nắm giữ vận mệnh chi lực, nhưng cổ trần mượn nhờ hạt châu huyền ảo, dưới sự mộ đạo lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực. Cái này thì tương đương với gian lận, bật hách, cho nên tự nhiên sẽ khiến vận mệnh tộc chú ý. Vận mệnh tộc, tạm thời ta không muốn gặp các ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện này sẽ lại tìm các ngươi chơi đùa một hồi. Cổ Trần nói xong thu hồi tất cả lực lượng, loại khí thức vận mệnh kia lập tức biến mất, không còn thấy tăm hơi. Không một ai biết hắn nắm giữ vận mệnh chi lực, chỉ vận mệnh tộc là phát giác ra, nhưng lại không cách nào xác định kẻ đánh cắp là người nào, bởi vậy mới nghĩ biện pháp truy tìm hắn. Hoàng, ngài sao thế ạ? À? Lúc này, hai tỷ muội ly lạc từ phía sau đi tới, vẻ mặt lo âu. Cổ Trần thấy hai người lo lắng liền cười nói, không có việc gì, việc tu luyện có chút đột phá, không cần phải lo lắng. Hai tỷ muội nhìn nhau, mặc dù biết cổ trần đang che giấu gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc nãy, rõ ràng hai tỷ muội cảm giác được cổ trần như sắp biến mất, không, nói chính xác là đã biến mất khỏi thế giới này. Hai người còn đang kinh hãi thì thấy cổ trần lại xuất hiện, và cũng không cảm ứng được gì nữa, cứ như chủ nhân của hai người không có thực, không thuộc về nơi đây, trong lòng cả hai cảm thấy dối như tơ vò. Cổ trần biết hai tỷ muội ly lạc nghĩ gì, nhưng hắn không giải thích, trên người hắn có rất nhiều bí mật mà hắn chỉ có thể che giấu vĩnh viễn, không nói với bất kỳ ai. Vô tế kia có động tác dị thường nào không? Cổ Trần chuyển đề tài khác, hỏi hai người. Lê Bình tĩnh lại, đáp hoàng, khi nãy vị Bắc Cương vô tế kia nói là muốn gặp ngươi, giống như có chuyện quan trọng. Gặp ta? Cổ Trần có chút tò mò, vô tế bí ẩn kia đột ngột nói muốn gặp hắn, vậy vì sao trước đó không nói? Hiện tại đang trên đường đến Bắc Cương lộ trình rất xa trong quãng đường đi nhất định phải băng qua lãnh địa của dị tộc lúc này muốn gặp hắn khẳng định có chuyện nghĩ đến đó cổ trần gật đầu nói được người gọi hắn đến đây đi nói xong cổ trần quay người lại lẳng lặng đứng đó tiếp tục nhìn ra xa ánh mắt hiển hiện vô số sợi tơ quỷ dị không bao lâu sau phu tế tới bắc cương phu linh tham kiến nhân hoàng cổ trần chậm rãi quay người đánh giá hắn hỏi ngươi nói muốn gặp bản hoàng có chuyện gì thì nói đi Phu Linh hơi hơi không người, mới chậm chậm nói ra, nhân hoàng, lần này đi Bắc Cương phải băng qua địa bàn của đại bằng tộc và cốt tộc, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết, ngươi còn chuyện gì nữa không? Cổ Trần khẽ vuốt cằm ra vẻ mình đã biết, hắn nhìn người áo đen này, nghĩ đối phương còn điều gì khác muốn nói, không thể chỉ vì muốn nhắc nhở một câu mà đòi gặp hắn được. Còn có một chuyện, nghe nói nhân hoàng đang tìm kiếm ảnh tộc. Phu Linh nói còn chưa dứt lời, lập tức cảm thấy một áp lực cuồn cuộn vào tới. Bang, ngay lập tức hắn quỳ gối xuống bong tàu, sát ý giày đặc khóa chặt hắn. Ánh mắt cổ trần tràn ngập sát khí, giọng nói lại bình tĩnh, sao ngươi biết nước ta đang tìm kiếm ảnh tộc. Nếu ngươi không thể cho ta một giải thích hợp lý, linh hồn của ngươi sẽ bị ta luyện hóa. Thân thể người áo đen hơi chấn động một chút, hắn cúi đầu, tuy không thấy rõ được hình dáng hắn, nhưng có thể cảm nhận được lúc này hắn đang rất khẩn trương. Cổ trần tạo áp lực quá lớn đối với hắn, giờ phút này hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của tử vong, nếu không thể giải thích cho rõ ràng, chắc chắn hắn phải chết. Dù sao, việc Cổ Trần muốn tìm ảnh tộc chưa từng nói cho ai biết, chỉ có Cổ Trần và Tổ Long mới biết được. Nhân hoàng, ta trời sinh đã có thể cảm ứng được sự dao động trong tâm niệm của vạn vật sinh linh, có thể đọc hiểu một vài ý nghĩ trong tâm họ. Người áo đen giải thích cặn kẽ nguyên nhân vì sao mình biết được. Chương 1372. Đám người lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, Cổ Trần không biết những gì đã xảy ra ở đó nhưng hắn bắt đầu cảnh giác, hắn cảm ứng được sự tồn tại của bộ tộc này. Bấy giờ, trên tàu chiến chỉ huy, cổ trần nhếch miệng cười mỉm, rốt cuộc thoát khỏi truy lùng của vận mệnh tộc. Trong cuộc đọ sức ban nãy, thật ra cổ trần đang tự khảo nghiệm vận mệnh chi lực của bản thân, hơn cả là muốn thử thăm dò vận mệnh tộc kia nông cạn thế nào. Đúng vậy, cổ trần đoán đó chính là vận mệnh tộc, nếu không thì ai đủ khả năng phát giác được hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực chứ. Điều này cũng xem như là trộm lấy vận mệnh chi lực. Bởi vì trên đời này, chỉ có người của vận mệnh tộc mới có thể nắm giữ vận mệnh chi lực, nhưng cổ trần mượn nhờ hạt châu huyền ảo, dưới sự mộ đạo lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực. Cái này thì tương đương với gian lận, bật hách, cho nên tự nhiên sẽ khiến vận mệnh tộc chú ý. Vận mệnh tộc, tạm thời ta không muốn gặp các ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện này sẽ lại tìm các ngươi chơi đùa một hồi. Cổ trần nói xong thu hồi tất cả lực lượng, loại khí thức vận mệnh kia lập tức biến mất, không còn thấy tăm hơi. Không một ai biết hắn nắm giữ vận mệnh chi lực, chỉ vận mệnh tộc là phát xác ra nhưng lại không cách nào xác định kẻ đánh cắp là người nào bởi vậy mới nghĩ biện pháp truy tìm hắn hoàng ngài sao thế ạ à? lúc này hai tỷ muội ly lạc từ phía sau đi tới vẻ mặt lo âu cổ trần thấy hai người lo lắng liền cười nói không có việc gì việc tu luyện có chút đột phá không cần phải lo lắng hai tỷ muội nhìn nhau mặc dù biết cổ trần đang che giấu gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều nữa lúc nãy rõ ràng hai tỷ muội cảm giác được cổ trần như sắp biến mất không nói chính xác là đã biến mất khỏi thế giới này hai người còn đang kinh hãi thì thấy cổ trần lại xuất hiện và cũng không cảm ứng được gì nữa cứ như chủ nhân của hai người không có thực không thuộc về nơi đây trong lòng cả hai cảm thấy dối như tơ vò cổ trần biết hai tỷ muội ly lạc nghĩ gì nhưng hắn không giải thích trên người hắn có rất nhiều bí mật mà hắn chỉ có thể che giấu vĩnh viễn không nói với bất kỳ ai Vụ tế kia có động tác dị thường nào không cổ trần chuyển đề tài khác hỏi hai người ly bình tĩnh lại đáp hoàng khi nãy vị Bắc Cương vô tế kia nói là muốn gặp ngươi, giống như có chuyện quan trọng. Gặp ta? Cổ Trần có chút tò mò, vô tế bí ẩn kia đột ngột nói muốn gặp hắn, vậy vì sao trước đó không nói? Hiện tại đang trên đường đến Bắc Cương, lộ trình rất xa, trong quãng đường đi nhất định phải băng qua lãnh địa của dị tộc. Lúc này muốn gặp hắn, khẳng định có chuyện. Nghĩ đến đó, Cổ Trần gật đầu nói, "Được, ngươi gọi hắn đến đây đi." Nói xong Cổ Trần quay người lại, Lặng lặng đứng đó tiếp tục nhìn ra xa ánh mắt hiển hiện vô số sợi tơ quỷ dị không bao lâu sau phu tế tới bắc cương phu linh tham kiến nhân hoàng cổ trần chậm rãi quay người đánh giá hắn hỏi ngươi nói muốn gặp bản hoàng có chuyện gì thì nói đi phu linh hơi hơi khom người mới chậm chậm nói ra nhân hoàng lần này đi bắc cương phải băng qua địa bàn của đại bằng tộc và cốt tộc chúng ta nhất định phải cẩn thận ta đã biết ngươi còn chuyện gì nữa không cổ trần khẽ vuốt cằm ra vẻ mình đã biết hắn nhìn người áo đen này nghĩ đối phương còn điều gì khác muốn nói không thể chỉ vì muốn nhắc nhở một câu mà đòi gặp hắn được còn có một chuyện nghe nói nhân hoàng đang tìm kiếm ảnh tộc phu linh nói còn chưa dứt lời lập tức cảm thấy một áp lực cuồn cuộn vào tới bành ngay lập tức hắn quỳ gối xuống bong tàu sát ý giày đặc khóa chặt hắn ánh mắt cổ trần tràn ngập sát khí giọng nói lại bình tĩnh sao ngươi biết nước ta đang tìm kiếm ảnh tộc nếu ngươi không thể cho ta một giải thích hợp lý linh hồn của ngươi sẽ bị ta luyện hóa thân thể người áo đen hơi chấn động một chút hắn cúi đầu tuy không thấy rõ được hình dáng hắn nhưng có thể cảm nhận được lúc này hắn đang rất khẩn trương cổ trần tạo áp lực quá lớn đối với hắn giờ phút này hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của tử vong nếu không thể giải thích cho rõ ràng chắc chắn hắn phải chết dù sao việc cổ trần muốn tìm ảnh tộc chưa từng nói cho ai biết chỉ có cổ trần và tổ long mới biết được nhân hoàng Ta trời sinh đã có thể cảm ứng được sự dao động trong tâm niệm của vạn vật sinh linh, có thể đọc hiểu một vài ý nghĩ trong tâm họ." Người áo đen giải thích cặn kẽ nguyên nhân vì sao mình biết được. Chương 1373. Hắn có năng lực đặc biệt, có thể đọc tâm, chỉ cần vạn vật sinh linh nổi lên suy nghĩ, hắn lập tức hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cổ Trần nghe xong hai mắt nheo lại, lộ ra một chút nguy hiểm, sát ý bừng bừng khiến người áo đen sắp không chống đỡ nổi. Lộ ra hình dáng của ngươi bản hoàng không thích có kẻ giấu đầu lộ đuôi trước mặt mình. Hắn thu sát khí lại, lạnh nhạt ra lệnh, vâng, nhân hoàng, người áo đen chậm rãi lột áo choàng trên người xuống, làm lộ ra dung mạo thật sự của mình, khiến cổ trần cũng phải có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn. Người áo đen lại là một nữ tử dị tộc trẻ tuổi xinh đẹp. Phu Linh là một nữ tử dị tộc xinh đẹp trẻ trung, đừng nói là cổ trần, ngay cả hai tỷ muội ly là cũng kinh ngạc, đánh giá nàng một cách hiếu kỳ. Giữa mày nàng có một ấn ký kỳ lạ, hẳn là ấn ký đặc thù của bộ tộc. Người thuộc chủng tộc nào trong bách tộc, cổ Trần nhìn không ra nàng là chủng tộc gì, nhìn bề ngoài thì không khác nhân tộc là mấy, nhưng lại không phải nhân tộc, điểm khác biệt lớn nhất chính là ấn ký giữa mày kia. Nhân hoàng, ta đến từ linh tộc, là một trong bách tộc. Phu Linh nói ra lai lịch thân phận của mình, bên trong bách tộc có linh tộc, cổ trần nghe mà giật mình, bởi vì hắn hiểu biết rất ít về linh tộc, hắn chỉ biết hầu hết bách tộc đều là các chủng tộc cường thịnh. Nhân tộc nằm ở hạng chót của bách tộc, nhưng cũng không hẳn vậy, Bách tộc không chỉ có 100 chủng tộc, đó chẳng qua là tên gọi chung cho các tộc trong Man Hoang thôi. Nói trắng ra là, Man Hoang Bách tộc chính là 100 chủng tộc cường đại nhất lúc này, chứ thật ra bên trong Man Hoang còn rất nhiều chủng tộc khác tồn tại. Ví dụ như Linh tộc, nó cũng từng là một chủng tộc cường thịnh, chẳng qua hiện tại đã xuống dốc, không được đứng trong hàng ngũ Bách tộc. Linh tộc là một chủng tộc truyền thừa xa xưa, ta nghe nói Linh tộc đã bị diệt, chẳng lẽ? Cổ Trần nhìn người trước mắt mình, sắc mặt phu linh biến ảo, lộ nét bi ai, nàng nói, linh tộc ta từng rất cường thịnh, nhưng cuối cùng lại xuống dốc, tiếp tục thế này sẽ đi đến con đường diệt phong. Phu linh ở đây khẩn cầu nhân hoàng cứu lấy linh tộc chúng ta. Nói xong, nàng quỳ ngay xuống, làm một lễ nghi thần thánh của linh tộc. Nàng đang khẩn cầu cổ trần giải cứu linh tộc, cổ trần thật bất ngờ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dị tộc đến khẩn cầu nhân tộc giúp đỡ, trong lòng có chút buồn cười. Người cần phải hiểu rõ trước mắt nhân tộc đang ở tình thế gì, ta làm gì có năng lực giúp ngươi, sao ngươi không cầu các tộc còn lại, thậm chí là thần tộc đến giúp đỡ. Giọng điệu cổ trần có hơi lãnh đạm, gương mặt phu linh tràn đầy thương cảm, nói, linh tộc chúng ta chính là bị thần tộc tàn sát đến nỗi xuống đốc như bây giờ, đang nằm trong nguy cơ tuyệt diệt. Ta một mình trốn ra tìm kiếm giúp đỡ, ta cũng từng nghĩ đến các tộc khác, những người khác trong tộc ta cũng từng thử qua, cuối cùng đều bị các tộc đó bắt dâng cho thần tộc. Nói đến đây, phu linh ra vẻ oán giận, bi thương nói, cái mạng này của ta là nhờ Bắc Cương Tử Vi liên minh tộc trưởng cứu về, ta đã thề, một đời một kiếp phụng dưỡng hắn. Lần này đến đây cầu viện, không chỉ là vì Bắc Cương nhân tộc liên minh, hơn nữa là vì chính tộc ta, ta khẩn cầu nhân hoàng cứu lấy linh tộc. Phu Linh nói một hơi, cổ trần cũng hiểu rõ lai lịch của nàng cùng những gì nàng đã trải qua. Thì ra linh tộc đang bị thần tộc tàn sát, một chủng tộc truyền thừa cổ xưa như thế lại gặp phải đại nạn thế này. Bây giờ bọn họ đang trong cơn nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ diệt tộc, nàng là một trong số những người được linh tộc phái ra ngoài cầu viện, mà có lẽ cũng chỉ còn mình nàng. Phu Linh có thể xem là may mắn, nàng được Bắc cương tử vi liên minh tộc trưởng cứu sống, sau đó đi theo hắn. Lần này nàng được ủy thác đến cầu viện hoang cổ nhất tộc, khiến hy vọng đã dập tắt kia lại bùng lên lần nữa. Cổ trần và thực lực của hoang cổ tộc khiến nàng thấy được chút hy vọng, có lẽ chỉ có vị nhân hoàng này mới giải cứu được linh tộc. Cổ trần đã đánh bại tam đại thần tộc, đây chính là chứng minh tốt nhất, là động lực cho niềm tin của nàng. Nhưng vì sao người ta lại phải giúp ngươi chứ? Cổ Trần nhìn nàng, hắn không đáp ứng mà chỉ nói, Người đứng lên đi, chuyện của linh tộc tạm thời ta không rảnh bận tâm, nội bộ nhân tộc ta còn vô số nguy cơ, ngay cả thân mình còn lo chưa xong." Lời này không sai, tình thế hiện tại của nhân tộc rất không ổn, tuy đã đánh thắng thần tộc nhưng chẳng qua chỉ là một phần lực lượng của họ, còn nội tình thật sự của thần tộc là cực kỳ khủng bố. Chương 1374. Bởi vậy, không thể nói là đánh bại thần tộc, vì mới chỉ đánh thắng một trận trừ phi ngươi thật sự dọn dẹp sạch sẽ xào huyệt thần tộc, thậm chí hủy diệt nội tình thần tộc, đó mới được xem là đánh bại thần tộc. Nhân hoàng, khẩn cầu ngài mau cứu tộc nhân của ta, chỉ cần ngài giải cứu tộc nhân của ta, ta có thể đại biểu linh tộc thề, linh tộc vĩnh viễn trung thành với nhân hoàng. Phu Linh gấp lên, nàng thấy cổ trần không có ý định giúp đỡ liền liên tục lễ bái khẩn cầu. Nàng thật sự cùng đường rồi, trước kia nàng ở lại Bắc Cương liên minh là vì hy vọng nơi đó có năng lực giúp nàng, nhưng nơi đó chiến tranh liên miên, phải đối mặt với sự vây giết không ngừng của bốn đại dị tộc, bản thân còn khó đảm bảo nói gì đến giúp nàng. Nhưng giờ đã khác, cổ trần ngang trời xuất thế, uy danh hoang cổ tộc danh trấn bốn phương, giúp Vu Linh thấy được ánh sáng hy vọng. Và hy vọng đó nằm ngay trên người cổ trần, nhưng cổ trần lại lắc đầu, trước không nói ngươi không thể đại biểu cho toàn bộ linh tộc, hiện tại ta không hề biết gì về linh tộc ngươi và cả thần tộc luôn vây giết các ngươi thì làm sao mà giúp. Ta, Vu Linh trần trừ một lúc, cuối cùng cắn răng nói ra, nhân hoàng, ta chính là hậu nhân đời thứ ba của linh tộc tộc trưởng, mẫu thân của ta chính là đệ nhất linh tộc hoàng, ta có thể đại biểu toàn bộ linh tộc, nếu không tin, ta có thể phát thể tâm linh. Phát thể tâm linh, cổ trần nheo mắt đánh giá nàng, linh tộc có năng lực đặc biệt, chính là tâm linh chi lực. Đúng vậy, bộ tộc này rất kỳ lạ, trời sinh đã có tâm linh chi lực, cổ trần nhận ra điểm ấy, bởi vì hắn từng gặp qua nó. Trước kia hắn từng bị chém tâm linh một lần, suýt nữa xong đời, có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì về tâm linh chi lực cả, nên giờ gặp được linh tộc, thật sự hắn cũng hơi kỳ vọng có thể thu hoạch được gì đó giúp nắm giữ sự ảo diệu của tâm linh chi lực. Cổ Trần luôn nghĩ, càng nắm giữ nhiều lực lượng càng tốt, huống hồ hắn còn cho rằng, phàm là các chủng tộc bị thần tộc chèn ép đều có thể trở thành minh hữu với nhân tộc. Linh tộc chính là một minh hữu tiềm ẩn, nếu thật sự cứu được họ, có lẽ sẽ thêm phần sức mạnh cho nhân tộc. Thế nhưng Cổ Trần cần phải điều tra thật kỹ, hắn có thể cứu nhưng cứu một chủng tộc sắp việt diệt thế nào cũng là một vấn đề. Linh tộc các người bị thần tộc nào truy sát? Cổ Trần bình tĩnh hỏi. Vu Linh nghe xong, tinh thần chấn động, nàng vội vàng nói, là tinh thần tộc và tu la tộc, hai đại thần tộc này luôn đuổi giết linh tộc chúng ta, chưa bao giờ từ bỏ. Tinh thần tộc, tu la tộc, cổ Trần cao mày, hắn chưa từng gặp qua hai đại thần tộc này, nhưng hắn cũng có chút ấn tượng với tu la tộc kia, không biết bọn họ có gì giống với thần thoại tu la trong truyền thuyết kiếp trước của hắn không? hiện giờ linh tộc các ngươi còn bao nhiêu tộc nhân, ở nơi nào? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm tin tức quan trọng nhất, linh tộc ở đâu? Trên mặt phu linh thoáng qua một tia giấy ruộng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, linh tộc ta vẫn luôn nấp kín tại linh giới tổ địa, vốn rất bí ẩn, không biết vì sao tinh thần tộc lại tìm được nơi đó, trước mắt chúng ta đang bị hai đại thần tộc vây khốn. Linh giới, cổ trần khẽ vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói ra, người đứng lên trước đi, trước giải quyết vấn đề của bắc cương nhân tộc, sau đó sẽ tính chuyện của ngươi. Phu Linh khấu tạ nhân hoàng, Phu Linh cực kỳ kích động bái tạ, lại cúi đầu bái thêm lần nữa, thật sự là quá xúc động. Rốt cuộc có người chịu giúp Linh tộc các nàng, lại còn là chủng tộc mà nàng chưa từng nghĩ tới, nhân tộc. Hiển nhiên cổ trần có ý muốn giúp Linh tộc, thêm một minh hiểu sẽ thêm một lực lượng, mà nhân tộc đang rất cần minh hiểu. Nhân tộc không thể một mình đối kháng man hoang bách tộc, thậm chí đối mặt thần tộc, đó là chuyện phi thực tế, cổ trần vẫn luôn hiểu đạo lý một cây làm chẳng nên non. Phải biết, dù là giữa quốc gia với quốc gia hay giữa bộ tộc với bộ tộc đều sẽ có bằng hữu địch nhân hay minh hữu Ngươi đi xuống đi, ta sẽ cân nhắc vấn đề của ngươi. Cổ trần khoát tay để vu linh đi xuống. Vu linh cung kính hành lễ, nhân hoàng, vu linh cáo lui. Nàng quay người rời đi, phủ thêm áo choàng đen lên người, lại giấu kín thân phận và hình dáng mình lần nữa, khiến cổ trần chợt cảm khái trong lòng. Dẫu sao linh tộc cũng từng là một chủng tộc cường thịnh, nhưng bây giờ lại đi đến bước đường này, thậm chí còn không bằng cả nhân tộc. Chương 1375, chỉ ít nhân tộc luôn ngoan cường sinh tồn, các tiền nhân tổ tiên chiến đấu không ngừng nghỉ hết đời này đến đời khác, họ phấn đấu liên tục vì sự cường thịnh của nhân tộc. Mặc kệ thời đại nào cũng sẽ có nhân tộc thánh hiền không tiếc mình vì thánh chiến, mặc kệ là vị nhân tộc tiền bối nào cũng sẽ phụng hiến hết mình vì bộ lạc, vì tộc quần, nhờ thế mới có nhân tộc ngoan cường sống sót của ngày nay, không bị các tộc hủy diệt hoàn toàn, thậm chí âm thầm tích lũy lực lượng chờ phản kháng. Đây chính là nhân tộc, không sơn lòng vĩnh không khuất phục. Nhân tộc, không thể thua, cũng không thua nổi. Cổ chân lầm bẩm ánh mắt lộ ra sự kiên định quyết tâm, dường như thấy được những năm tháng tàn khốc của nhân tộc trên chiến trường hư không. Thánh chiến lần này, nhân tộc không thể thua, cũng thua không nổi. Một khi thua, thì lại khó đi lên, một ngàn năm một lần, nhân tộc đã thua bao nhiêu lần rồi. Liệu có bao nhiêu lần một ngàn năm đây, lại có bao nhiêu nhân tộc tiên hiền tổ tông hy sinh nữa đây? Chỉ vì một tia hy vọng còn chẳng nhìn thấy rõ. Nhân tộc cần một ánh dạng đông, một trận thánh chiến thắng lợi chính là ánh dạng đông của nhân tộc. Chờ ta, thánh chiến, nhân tộc tất thắng. Cổ Trần âm thầm quyết tâm, cả người hắn tràn ngập niềm tin vững chắc. Chính nhờ niềm tin đó đã thôi thúc hắn tiến lên, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Bởi vì nhân tộc không thể thất bại. Nếu lại bại, rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh diệt phong, nhân tộc sẽ bị bách tộc thậm chí là thần tộc tiêu diệt hoàn toàn, biến mất giữa thiên địa. Từ đó, thế giới này sẽ không còn nhân tộc. Truyền lệnh. Hết tốc độ tiến về phía trước, Cổ Trần hét lớn, "Oanh!" Sau một khắc, toàn bộ hạm đội ầm ầm ra tốc, phá vỡ tầng mây, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Bắc Cương. Lần này, Cổ Trần xuất lĩnh 100.000 quân tinh nhuệ nhất tiến thẳng tới Bắc Cương, Át hẳn lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu kinh động man hoang bách tộc. Hoang, phía trước chính là nơi chôn xương. Hư không, rất nhiều người đứng trên chiến thuyền ngắm nhìn một thung lũng ở phía xa, đó là nơi chôn xương. Cổ Trần từng tới nơi này, còn mang về từ đó một tôn đọa lạc thần ma. Nơi chôn xương chính là là một vực sâu không thấy đáy, dưới đó là vô số hài cốt của rất nhiều sinh vật, tỏa ra khí thức dày đặc. Cổ Trần nhìn qua nơi chôn xương, hắn luôn cảm thấy bên trong còn cất dấu thứ đáng sợ nào đó, hắn vừa mới lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực nên loáng thoáng nhận ra nơi này có gì đó không bình thường. Sao nơi này lại có thể ngăn cản quỹ đạo vận mệnh? Cổ Trần kinh ngạc phát hiện nơi này không có sự xuất hiện của quỹ đạo vận mệnh, một chút dấu vết cũng không có giống như nó không hề tồn tại trong vận mệnh dường như nó đã nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh cổ trần nhìn mà lòng sợ hãi thật không dám tin một nơi không nằm trong vận mệnh ắt hẳn là vùng đất xứ, một tôn đọa lạc thần ma xuất hiện trước đó chính là minh chứng huống hồ cổ trần cũng không tin bên trong chỉ có mỗi một đọa lạc thần ma chắc chắn còn có thứ vô danh đáng sợ nào khác đi vòng qua cổ trần trực tiếp hạ lệnh hạm đội vòng qua nơi trôn xương không tiếp tục tiến lên nơi này có bí mật là điềm đại hung nên cổ trần rất cẩn thận, bản thân hắn thì chẳng sao nhưng có cả một quân đoàn đi theo hắn, không thể xảy ra sơ suất. Cổ trần nhìn vực sâu khủng bố kia, thầm nghĩ một ngày nào đó phải tìm cơ hội điều tra ngọn ngành. Oanh, từng chiếc thanh đồng chiến thuyền theo mệnh lệnh của cổ trần vòng qua nơi trôn xương, thế nhưng dù đã nằm ngoài phạm vi của nó, cổ trần vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn hắn chăm chú, khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng vừa rời xa hoàn toàn nơi trôn xương thì cảm giác này lại biến mất, Cổ Trần càng thêm xác định, nơi này đang ẩn giấu bí mật kinh khủng nào đó. Cổ Trần quay đầu nhìn vùng đất kinh khủng kia thêm lần nữa, ánh mắt lóe lên vô số sợi tơ quỷ dị, nhưng vẫn không thể nhìn ra được thứ gì. Nơi này hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vận mệnh, nơi sắp phải đi qua là nơi nào? Cổ Trần quay đầu lại, nhìn về phía trước mở miệng hỏi. "Sau lưng, Vu Linh mặc áo bào đen vừa vặn đi tới." Nàng nghe được liền trả lời ngay, "Nhân hoàng, phía trước chính là Tử hài bình nguyên, địa bàn của quốc tộc chỗ đó có một trăm ngàn hài cốt thành. Một trăm ngàn hài cốt thành, cổ trần nheo mắt, lộ vẻ kinh ngạc, một trăm ngàn hài cốt thành là tình cảnh thế nào chứ? Trong mỗi một tòa thành đó sẽ có bao nhiêu cốt nhân đây? mươi 1376, hắn không ngờ cốt tộc lại có nội tình khủng khiếp như thế, quả thật khiến người ta bất ngờ. Đúng vậy, mỗi một tòa thành bên trong một trăm ngàn hài cốt thành này đều có ít nhất tám triệu cốt tộc, bảo vệ cốt tộc thánh địa là thánh cốt hải. Phu Linh chậm rãi giải, giải thích, ngữ khí có chút ngưng trọng, nàng nhắc nhở cốt tộc vô cùng bài ngoại, bất kỳ chủng tộc nào, cho dù là thần tộc nếu không được cho phép mà dám tiến vào lãnh địa của bọn họ, sẽ bị vô số cốt tộc bao phủ xé nát. Hừ, cổ trần hư lạnh, đạm mạc nói, nếu cốt tộc dám can đảm ngăn trở ta, bản hoàng sẽ san bằng nó. Dùng hết tốc độ tiến về phía trước, ai ngăn cản, giết không tha. Cổ trần vừa ra lệnh, tốc độ của hạm đội lập tức tăng nhanh, hướng về tử hải bình nguyên phía trước. Hiển nhiên động tĩnh bên này không qua mắt được cốt tộc cường giả, đám người cổ Trần vừa sắp đến gần liền bị phát hiện. "Nữ hoàng, có nhân tộc xâm nhập từ hài bình nguyên ta, có nên chặn giết?" Sâu trong Tử hài bình nguyên là một biển xương mênh mông, trên biển xương là một xương bảo lơ lửng, toàn thân tỏa ra quang mang dày đặc, tử khí sen lẫn tràn ngập khiến người ta như bước vào thế giới chết chóc. Bên trong xương bảo là một bộ xương đỏ tươi, trong suốt phát sáng, nó ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa bằng hài cốt, trên người là một bộ cốt giáp đỏ máu đó chính là người thống trị tối cao của cốt tộc, tinh hồng nữ hoàng. Khi nghe thấy mấy lời này, trong hốc mắt tinh hồng nữ hoàng bắn ra hai đạo hồng mang, hình thành nên một màn sáng đỏ, phía trên màn sáng xuất hiện hình ảnh hạm đội của cổ trần đang tiến vào tử hài bình nguyên. Vừa nhìn thấy một bóng người trên tàu chiến chỉ huy, vị nữ hoàng của cốt tộc lập tức nhận ra là hắn, hung nhân cổ trần, tinh hồng nữ hoàng có chút giật mình, dĩ nhiên nhận ra cổ trần, dù sao gần đây danh tiếng của hắn vang động bách tộc, ai mà không biết. Nhưng nàng không nghĩ tới cổ trần lại đến nơi này, là nhắm vào cốt tộc sao. Nhìn vô số thanh đồng chiến thuyền đằng đằng sát khí tiến về phía trước, tự dưng tinh hồng nữ hoàng cảm thấy chưa chắc chúng đã nhằm vào cốt tộc của nàng. Bởi vì cốt tộc và nhân tộc chưa từng chạm mặt nhau, cũng không xảy ra xung đột gì với cổ trần, về lý mà nói, hai bên chẳng có cửu hận gì cả. a à, hắn là đi Bắc Cương, rất nhanh, tinh hồng nữ hoàng đoán được, trước mắt, Bắc Cương nhân tộc liên minh đang bị tứ đại dị tộc vây công, chìm trong nguy hiểm, rất có thể cổ trần đang chạy đến Bắc Cương để cứu viện. Nghĩ đến đó, đôi mắt tinh hồng nữ hoàng sáng đỏ lên, dường như đang suy tư cái gì. Truyền lệnh, đại quân tập kết, lệnh vừa ban ra, toàn bộ tử hài bình nguyên đều sôi trào. Một trăm ngàn hài cốt thành ảo ảo chấn động, vô số khô lâu ảo ra, tụ tập, nhiều đến mức tạo thành một biển xương ngoanh, không tốt, cốt tộc xuất động. Trên tàu chiến chỉ huy, Phu linh biến sắc mặt, nàng nhìn tử khí đáng sợ đang tụ lại phía trước khiến hư không chấn động, lập tức biết cốt tộc đã hành động. Kỳ thật không cần nàng phải nói, cổ trần đã cảm ứng được bên trong tử hài bình nguyên đang có vô số tử khí bao phủ tụ hội. Thật sự có can đảm ngăn cản ta, ánh mắt cổ trần trở nên hung hãn, hắn cười lạnh nói, xem ra hôm nay phải đạp bằng mảnh tử hài bình nguyên này mới đi qua được. ầm ầm, vừa dứt lời, đã thấy bên trên tử hài bình nguyên xuất hiện từng tòa cốt thành khổng lồ, tòa này nối tiếp tòa kia đằng không bay lên. Số cốt thành kia được cấu tạo từ vô số hài cốt, phía trên lấp lé ký hiệu quỷ dị. Tổng cộng 100.000 hài cốt thành từ trong tử hài bình nguyên bay tới, trong đó ẩn chứa cốt tộc. Tạm dừng lại, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Cổ chân lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Hạm đội ngừng, một cỗ quang mang căng ra, thanh đồng khắc văn lấp lóe, sen lẫn, hóa thành một màn sáng phòng ngự cường đại, mà phía trên thanh đồng chiến thuyền có từng đoàn năng lượng ánh sáng đang hội tụ, chuẩn bị cho đại chiến xảy ra bất kỳ lúc nào. 100.000 hài cốt thành bay tới, ngăn trở cản đường, khiến cổ trần và đám thuộc hạ xuất lĩnh quân đoàn bừng bừng sát khí, đề cao cảnh giác. Oanh, trong một trăm ngàn hài cốt thành chặn đường phía trước, có một xương bảo từ giữa trung tâm chậm rãi bay lên cao, nó ẩn chứa khí thức cường đại, hấp dẫn sự chú ý của cổ trần. Ánh mắt cổ trần chăm chú vào tòa xương bảo kia, hắn tỏ ra kinh ngạc, có thể cảm ứng được khí thức đáng sợ đến từ nơi đó. Những khí thức này phi thường cường đại, đẳng cấp chí ít là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có không ít khí thức mịt mờ. Cốt tộc, các ngươi đang tuyên chiến với bản hoàng sao. chương 1377, cổ trần đứng trên đầu tàu, mặt không đổi sắc nhìn đám cốt thành dày đặc phía trước, tổng cộng có 100.000 hài cốt thành lớn nhỏ khác nhau đang ngăn cản đường đi của hắn. Cổ trần không thể tính được trong đó có bao nhiêu cốt tộc, bên trên mỗi một tòa cốt thành đều có vô số khô lâu, cái nào cũng tản ra từ khí nồng đậm. Bọn họ không giống tà linh, bọn họ có khô lâu thân thể bảo hộ lấy linh thể, cho nên tự xưng là cốt tộc. Nhân hoàng, cổ trần, người xuất lĩnh đại quân đột ngột xâm nhập tử hài bình nguyên của ta là có ý gì chỉ nghe một cái âm thanh khủng bố phát ra từ trong xương bảo ngao sau một khắc chợt nghe một tiếng long ngâm truyền khắp các phương tất cả mọi người nhìn lại kinh hãi phát hiện bên trong xương bảo có một cốt long khổng lồ bay ra ngoài không sai đó là một cốt long toàn thân là xương cốt đen nhánh nó bay múa chung quanh xương bảo trên cái đầu to lớn của cốt long có một bộ khô lâu đỏ tươi đang đứng đó là người thống trị tử hài bình nguyên cốt tộc tinh hồng nữ hoàng. Cổ trần nheo mắt đánh giá vị tinh hồng nữ hoàng kia, chỉ riêng cốt long tỏa kỵ đã mang khí thức thiên nhân cảnh đáng sợ, mà bản thân tinh hồng nữ hoàng lại càng sâu không lường được. Ngươi muốn ngăn trở bản hoàng, cổ trần đạm mạc nói, ngươi cần phải biết, ngăn cản ta, nơi này sẽ hóa thành phế tích. Oanh, vừa dứt lời, vô số hài cốt chung quanh đồng loạt rung lên, phát ra tử khí mãnh liệt cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Cổ trần, người khác sợ ngươi, bản hoàng không sợ ngươi. Tinh hồng nữ hoàng đứng trên cốt long, từ xa nhìn qua nơi này, ánh mắt đỏ máu của nàng rơi vào trên thân cổ trần, lộ ra sát ý nồng nặc. Cổ trần nghe xong liền cười lạnh, nói, vậy thì đánh thôi, cốt tộc, các người dám ngăn trở ta, vậy trước tiên diệt cốt tộc. Keng, một tiếng len keng, cổ trần rút thanh đồng thạch kiếm ra, đang muốn hạ lệnh. Chờ một chút, đối diện, tinh hồng nữ hoàng lập tức mở miệng, sát ý ẩn hiện trong mắt cổ trần, hắn hử lạnh nói, người còn lời gì để nói. Người dám ngăn cản bản hoàng, đuổi tận giết việt nhân hoàng an tâm chớ vội tinh hồng nữ hoàng cười giòn tan sau lưng triển khai một đôi cánh xương đỏ thấm nhẹ nhàng vũ động lập tức tới khá gần cổ trần nàng sốt cốt giáp màu đỏ lên sau đó nhìn qua cổ trần khí tức hai người va chạm nhau như thể một giây sau sẽ xảy ra đại chiến kinh khủng nhưng tinh hồng nữ hoàng lại thu hồi khí thế lại nàng cười nhạt nói nhân hoàng hiểu lầm cũng không phải là bản hoàng muốn ngăn cản ngươi chẳng qua muốn hỏi nhân hoàng một câu phải chăng ngươi muốn đi bắc cương Cổ trần lạnh mặt nhìn nàng, nói, đúng vậy, bản hoàng muốn đi Bắc Cương trước, sao, người có ý kiến gì, không, không có. Tinh hồng nữ hoàng lập tức phủ định, cười nói, bản hoàng đã sớm nghe uy danh nhân hoàng, quả thật như sấm bên tai, sao lại có ý kiến chứ, vậy ý người muốn thế nào? Cổ trần chỉ vào đám cốt thành dày đặc phía trước, một trăm ngàn hài cốt thành xuất hiện chặn đường, người nói người không ý kiến, giỡn mặt hả. Cổ trần đã chuẩn bị xong việc chấn sát tinh hồng nữ hoàng, không quan tâm người muốn làm gì, ai ngăn cản ta đều phải chết. nhưng sau một khắc chỉ thấy tinh hồng nữ hoàng nói ra mấy lời làm người khác khiếp sợ. bản hoàng muốn hợp tác với nhân hoàng, không biết có được chăng? tinh hồng nữ hoàng nói xong, cổ trần lập tức sửng sốt, ngay cả mọi người cũng ngạc nhiên không thôi, cứ tưởng mình đã nghe nhầm. vị cốt tộc tinh hồng nữ hoàng này muốn hợp tác với cổ trần, hợp tác. cổ trần cười đánh giá vị tinh hồng nữ hoàng thống trị cốt hải trước mắt mình, nói thật ra hắn hơi kinh ngạc lần đầu tiên có dị tộc chủ động đến đây muốn hợp tác, rốt cuộc nàng muốn làm gì, e là ngươi không biết tình cảnh của nhân tộc ta, ngươi dám hợp tác với ta, chẳng lẽ không sợ thần tộc đào ổ ngươi ra sao? Hắn cười hỏi ngược một câu, lúc này tình huống của bộ tộc hắn chính là đối chọi với thần tộc, hơn nữa còn có cửu hận với vô số dị tộc khác. Bây giờ ngươi chạy tới đòi hợp tác, không sợ dẫn họa sát thân sao, dĩ nhiên bản hoàng hiểu, chẳng qua là hợp tác giới hạn trong lần này. Tinh hồng nữ hoàng mở miệng nói ra ý mình. Hợp tác giới hạn trong lần này, có nghĩa là chỉ hợp tác một lần duy nhất, sau đó không ai biết đến ai. Đám hắc thổ hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy kiểu hợp tác này. Nhưng bọn hắn đều yên lặng, không ai lên tiếng, tất cả chờ đợi sự quyết định của cổ trần, nên đánh hay làm thế nào. Cổ trần nghe xong, không nói gì, bầu không khí lập tức trầm trọng hẳn lên, sát khí tràn ngập tứ phương. Lực lượng giữa nhân tộc và quốc tộc cách xa nhau, nhân tộc chỉ có 100.000 tướng sĩ và 5.000 cự ma, mà cốt tộc có tới 100.000 hài cốt thành và vô số khô lâu chiến sĩ. chương 1378, tinh hồng nữ hoàng đứng giữa hư không, cánh xương đỏ máu nhẹ nhàng vũ động, nàng không nói lời nào nhìn cổ trần, chờ đợi vị nhân hoàng này đưa ra quyết định. Hắn sẽ quyết định thế nào, người muốn hợp tác thế nào? Cổ trần trầm ngâm một lát hỏi, tinh hồng nữ hoàng này rõ ràng là muốn lợi dụng hắn, nhưng sao cổ trần lại không muốn sử dụng vị nữ hoàng tự động chạy tới cửa này chứ? Nhìn thấy cổ trần có mục đích, Tinh hồng nữ hoàng liền cười, chẳng qua nụ cười của nàng có chút không dám lấy lòng, cốt giáp đỏ tươi bao bọc toàn thân, căn bản nhìn không rõ hình dáng. Biểu tình cười rộ lên kia thật dọa người, rất đơn giản, tinh hồng nữ hoàng vừa cười vừa nói, lần này ngươi đến đây là vì bắc cương nhân tộc liên minh, mục tiêu của bản hoàng là cương vực của kim tộc. Ngươi và ta hợp tác với nhau, ta giúp ngươi tấn công xào huyệt của kim tộc, chỗ đó sẽ thuộc về ta, còn thạch tộc, hỏa tộc, vũ tộc ta mặc kệ. Tinh hồng nữ hoàng nói ra tính toán của mình, thì ra nàng muốn chiếm cương vực của kim tộc. Nàng tính toán khá lắm, muốn mượn nhờ sức mạnh của cổ trần mở rộng phạm vi thế lực bản thân, thậm chí nuốt chừng đất đai của kim tộc. Kết quả, mối hận đánh cướp bị ghi trên đầu cổ trần, cho dù là kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc hay vũ tộc đều chỉ cho là cổ trần làm, không hề nghi ngờ đến nàng, nếu có biết thì hầu hết ánh mắt cũng tập trung trên người cổ trần. Cho nên, cổ trần chính là một đối tượng tuyệt vời hấp dẫn hỏa lực và ánh mắt thay nàng. Người đưa ra chủ kiến rất hay, cổ trần cười cười, sau đó nói, ngươi muốn thừa cơ chiếm lãnh địa của kim tộc, mà ta lại phải nhận mọi cừu hận thay ngươi, để ngươi ngồi mắt ăn bát vàng, còn ta thành dê thế tội. Không không không, tinh hồng nữ hoàng lập tức lắc đầu, nàng nói, ngươi hiểu lầm rồi, sau khi chiếm được kim tộc ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào sống sót, ta giúp ngươi diệt kim tộc, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Mà thù lao hợp tác chỉ là quyền được khống chế mảnh cương vực kia của kim tộc, chút đó đâu có gì là quá đáng. Nàng nói xong, cẩn thận nhìn cổ trần, chút đó, quá đáng sao, kỳ thật không hề, giúp người diệt kim tộc, mà nơi đó là do người ta tấn công, hiển nhiên có thuộc về người ta cũng là chuyện bình thường. Điều mà cổ trần để ý là, tình hồng nữ hoàng này lựa chọn thời cơ quá tốt, hiện tại hắn đang bị các tộc thậm chí là thần tộc chú ý gắt gao, chuyện xảy ra ở đây, ai thèm để ý tới nàng ta chứ. Cho nên nàng ta không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thật ra nàng ta có đủ năng lực một mình đi diệt kim tộc, thậm chí là ba đại chủng tộc còn lại, nhưng sau khi diệt sẽ phải đối mặt với sự phản công của bọn họ, điều đó là chắc chắn. Bây giờ thì khác, có hung nhân cổ trần này tồn tại, ánh mắt các tộc đều tập trung vào hắn, sẽ không một ai chú ý tới nàng. Người muốn lãnh địa của kim tộc, điều này ta không có ý kiến, người có năng lực diệt kim tộc dĩ nhiên là rất tốt, thậm chí người có thể diệt nốt ba đại cường tộc kia lại càng tốt hơn. Cổ trần cười nhạt nói ra những lời này, hắn đưa mắt nhìn tinh hồng nữ hoàng, nhắc nhở, hợp tác là có thể, nhưng người chỉ đánh một tộc là không được, hoặc là không đánh, hoặc là đánh hết. Hai chúng ta liên hợp giết sạch kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc, vũ tộc tại Bắc Cương sao huyệt, sau đó, kim tộc, thạch tộc thuộc về ngươi, hỏa tộc, vũ tộc thuộc về ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Trần nói xong cười nhìn tinh hồng nữ hoàng, đây chính là phương án hợp tác và phòng tuyến cuối cùng của hắn, dĩ nhiên có thể hợp tác, nhưng nhất định phải cùng nhau đánh bại tứ đại dị tộc tại Bắc Cương xào huyệt, không thể để một mình ta hấp dẫn hỏa lực được. Thân sắc tinh hồng nữ hoàng biến đổi liên tục, cốt giáp trên người cũng biến sắc, tử khí và sát khí sen lẫn không ngừng. Nàng trần chờ, cứ như vậy chẳng phải là bị buộc chung một chỗ với cổ trần sao, chắc chắn các tộc sẽ nghĩ nàng đã liên minh cùng cổ trần, khi đó sẽ phải đối mặt với uy hiếp đến từ địch nhân của hắn. Cổ trần có bao nhiêu địch nhân, nói ra ai cũng sợ hãi, hầu như toàn bộ man hoang bách tộc đều có ít nhiều thù hận với nhân tộc. Địch nhân lớn nhất chính là thần tộc, đặc biệt là gần đây cổ trần mới vừa đánh bại tam đại thần tộc, một khi bị buộc chung với hắn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của thần tộc. Làm như vậy, đến cùng có đáng giá hay không, cho người một phút đồng hồ cân nhắc, thời gian vừa hết, ta sẽ xuyên qua tử hải bình nguyên đặt chân đến Bắc Cương, hiện tại ngươi mau đưa ra lựa chọn đi. chương 1379, cổ chân mở miệng lần nữa, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Hắn chỉ cho một phút đồng hồ, nếu hết thời gian mà vẫn không lựa chọn được, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ hợp tác. Tinh hồng nữ hoàng hơi biến sắc mặt, bên trong đôi mắt lấp lánh hồng quang, dường như trong lòng nàng ta đang suy tư được mất rất kịch liệt. Cổ Trần không thúc giục, yên tĩnh chờ đợi, hiện trường, 100.000 nhân tộc chiến sĩ ngay ngắn nghiêm nghị, chuẩn bị xong cho đại chiến. Bọn họ không hề tin dị tộc, một khi có biến lập tức đánh tới, không thèm sợ hãi. Cổ Trần vẫn đứng đó không nói gì, theo sát sau hắn là Hắc Thổ và Vu Linh, trong lòng hai người không ổn chút nào. Đặc biệt là Vu Linh, lúc này đây nàng đang cực kỳ kinh ngạc nhìn Cổ Trần cùng Tinh Hồng Nữ Hoàng. Nàng không ngờ chỉ đi ngang qua nơi này lại có thể trông thấy một màn kinh người như thế, tinh hồng nữ hoàng của cốt tộc lại muốn hợp tác với cổ trần. Thời gian trôi quan từng chút một, rất nhanh, một phút đồng hồ đã hết. Cổ trần lắc đầu, có chút tiếc hận, đang định hạ lệnh rời đi, chợt thấy khí thức toàn thân tinh hồng nữ hoàng chấn động. Chờ một chút, nàng ngăn cổ trần lại, ngữ khí nghiêm túc nói ta đã nghĩ kỹ, quyết định hợp tác với người diệt tứ đại tộc tại Bắc Cương Sào Huyệt, khi xong việc thì kim tộc, thạch tộc sẽ thuộc về ta ngươi sẽ giữ lời hứa chứ. Nàng muốn xác nhận thêm lần nữa cổ trần nghe xong cười, lần này cười rất vui vẻ. Rốt cuộc vị nữ hoàng này vẫn không kiềm chế được trước lợi ích, lãnh địa của kim tộc, thạch tộc chính là một vùng cương vực rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn tử hài bình nguyên mà nàng đang cai quản, mà quan trọng là ở chỗ, khoảng cách giữa hai tộc này với tử hài bình nguyên chỉ là một dòng sông, một khi có được nó thì chẳng khác nào thế lực của nàng lập tức mở rộng bành trướng hơn hai lần. Đối mặt với lợi ích kinh khủng như thế, sao nàng có thể buông tha bản hoàng nhất ngôn cửu đình tất cả lãnh thổ của kim tộc thạch tộc sẽ thuộc về ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng ta diệt tứ đại dị tộc mỗi một lời của cổ trần đều mang sự tự tin mạnh mẽ hắn ngừng một chút mới nói tiếp có điều tất cả nhân tộc ở đó ngươi biết nên làm thế nào tinh hồng nữ hoàng chấn động tinh thần cực không bình tĩnh lát sao nàng mới lạnh nhạt nói nhân tộc trong kim tộc thạch tộc sẽ được giao cho ngươi không thiếu một người như vậy ngươi yên tâm được chưa tốt quyết định như vậy đi. Cổ trần cười lớn, hắn phất tay ra hiệu, hai tỷ muội ly lạc sau lưng lập tức trình lên một bầu rượu. Hai người đổ đầy hai chén rượu, cổ trần cầm lấy một chén, mà ly thì tự mình cầm chén còn lại đưa đến trước mặt tinh hồng nữ hoàng. Nàng nhìn chén rượu kia một chút, không chút do so dự cầm lên. Đến, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cổ trần cười nói xong, uống một hơi cạn sạch, đối diện, tinh hồng nữ hoàng nhìn thật sâu vào mắt cổ trần, thở dài trong lòng, nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu này, đại biểu cho hai người đã đạt thành hiệp nghị. Từ giờ trở đi, cổ trần cùng quốc tộc tinh hồng nữ hoàng bắt đầu hợp tác với nhau. Hợp tác vui vẻ, tinh hồng nữ hoàng lạnh nhạt nói xong, thả chén rượu lại, nàng xoay người bay về trên đầu cốt long. Truyền lệnh, xuất phát, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Cổ trần ra lệnh, từng chiến thuyền ầm ầm ra tốc, hướng về Bắc Cương. Mà cốt tộc bên kia, từng tòa hài cốt thành ảo ảo tránh ra một con đường, mặc cho Cổ Trần dẫn quân vượt qua. Nhìn hạm đội của Cổ Trần bay qua, có cốt tộc cường giả mở miệng. "Nữ hoàng, chúng ta hợp tác với đám nhân tộc này thật sao?" Một tôn khô lâu to lớn toàn thân đen nhánh hỏi thăm, có vẻ hơi không cam tâm, "Vì sao phải hợp tác với nhân tộc chứ, không cần phải nói." Tinh hồng nữ hoàng phất tay ngăn thuộc hạ lại, nàng kiên định nói, "Đây là một cơ hội, là thời cơ tốt nhất để mở rộng thế lực, có Cổ Trần hấp dẫn sự chú ý của các phương." Bản Hoàng có thể nắm giữ lãnh địa của Kim tộc cùng Thạch tộc dễ như chờ bàn tay. Hoàng, vì sao không chờ bọn họ đánh nhau, chúng ta lại lặng lẽ nắm giữ lãnh địa của Kim tộc cùng Thạch tộc, đúng thế, cứ như vậy chẳng phải là càng tốt hơn? Đông đảo cốt tộc cường giả ngươi một lời ta một câu, ai nấy đều đưa ra ý kiến và cách nhìn của bản thân, vì sao không chờ làm ngư ông đắc lợi chứ? Vì sao cứ phải hợp tác cùng cổ Trần chứ, các ngươi biết cái gì?